Live streaming is on. Okay, good afternoon, everybody. And this is English class for accounting and bank student in weekend class. And today we have conference on module 1 and module 2. Ok, mấy nhóm đại dùm nón chương không, nhóm nhóm cái dùm nón chương. Ok, module 1 and module 2, dùng riêng mê riêng tìm mùi nâng mê riêng tìm bì. And at first, let's focus or look at module 1. Chỉ đầm bông dùng mơ module tìm mùi sân nè. Ok, mê riêng tìm mùi. Đôi dân khởi khăn slide, mê đình tìm mùi nè, module 1. Nè chỉ link live tour tam YouTube, phôn phôn ai. Mơ tam YouTube và xem chia cho tất cả những e-learning hay sắp xem lên nâng mơ slide mình khởi nhé. Ok. Okay, everyone, look at ways of working. We have different ways of working as a working life. We may work as regular hour, flexible hour from home, in an office, in a team, on your own, for a boss, or as your own boss. This is your exercise that is your self exercise. It means you can choose one that is effective for you. Like me, I work normally in regular hours, and I work sometimes from home, sometimes in an office, and I work in a team, also on my own, like teaching now, this is on my own, and working for regular hours, I work in a team, okay, but I work for a boss, not for my own boss because I don't have my own business. Okay, dân anh ấy chia vị trí với cả tăng làm bài giảng ta dân phơ mùi ná effective. Okay, anh ấy chia tệ tôn năng phê về lý tì tệ tôn năng rập biệp.
ways of working nhưng mà chấm nón chứ đang ấy robot thuê càng gì robot thi thuê càng gì. Okay, but you know, people around the world, they may have nine working. Okay, they may have nine ways of working, like freelance, teleworking, job sharing, shift work, part-time, temping, consultancy, and flexi time, and also hot desking. Okay, these words I already translate here, and I already have a video clip explanation of these already. And now you can match the answer 0 or 1 to 8. Here, the answer. The answer 1 to 8. Mấy đến khi bạn bằng riêng tạm video clip ở dưỡng thuở lòng hát. Hãy thuở lòng hát tiền tọa cúp con chùm lái. Và tọa móc tiền tọa chùm lái nhóm. Ok. Okay, on men sub lane can cry on mode. Okay, mode day come on leech long jaw. Okay, like one with letter F, 2H, 3A, 4G, 5C, 6I, 7 flexi time, D, and 8E. Okay. Hai piek tiang 9 ខ្ញុំ បាន បក ប្រែ ជូន tiang 9 okay បាន បក ប្រែ ជូន tiang 9 ហើយ នេះ មាន នៃ យ៉ាង មិន ខ្លះ okay អញ្ចឹង មិញ ខ្ញុំ បាន បង្ហាញ ចម្លើយ នេះ ជា ចម្លើយ អ្នក ទាំង អស់ គ្នា មាន បាន ធ្វើ ទេ បើ បាន ធ្វើ ផ្ទៀង ផ្ទាត់ មក ត្រូវ ឬ ទេ ណា ចម្លើយ នៃ lòng hát lệch bì. Thế đây mình là phở ớt lòng hát nắng trời ớt. Okay, the bib so party and tất hai nhung yeah party tất cả đôi chân đẹp xe đã cho mơ tam YouTube complete the ID phong the bay strong bottom yên vì YouTube mau phong đài nè. Okay. Mơ mình khơi sắp bằng lưu ôn ai trên màu vĩnh trên sân 200 chỗ xa đã xa làng vĩnh và nơi mình lưu tiết ôn mơ tam YouTube nhé hai chỗ tới YouTube complete the ID phòng đồng bây bình chạy vật miền YouTube có bắt đầu vật miền trên tôn đài xảy ra ca mơ tam YouTube nhé bố dương ban chỗ riêng đài chỗ riêng tam YouTube phục vụ công tác lại toàn đấy hay xem nhà bà sân chỉ ôn miền tây tầm nế ôn mọc sầm lá đam bay khi nhom bình đất mơ computer tủ sáp rư tủ sáp bọc ôn đam bay chuối thua chùn đấy bộ ấy bằng mấy màu pin nhựa đài. Okay, chia sẻ bọn long xâm lấy bọn bật mô tên á hay bọn ai chạp các bạn đây bà sân dễ mau bị long xâm lấy rồi có bọn ai phật ca vì ạch long ấy cần ai dừng bạc device mau bị long màu bình bạc device tầm mùi ở đây ta bạc bí cứ long ấy nế hay chẳng ai đặt ca hay dễ mà khi nhắm bàn nế
Bộ lòng tới vì dễ sạp không nhật bán hay mặt thẻ dưỡng cô sạp bật bán đây chẳng đầm bay sạp bán nghi xuống lõ cô tế bà cả hay bà bà ở bà có tế mùi bà bà tụ sạp phong công dịch tờ phong về lòng khả nghĩa. Ok chẳng tự lọ mò quýnh mơ mê đình nhân quýnh lý sĩ chùm lỡi. Ok, lấy những bật chấm lái cho đào cái lãnh thua làm hát lịch bầy. Nếu chìa vị thi thua cá và cái xong bập hết vị thi thua cá khăn ông môi bị phốp lốc mà nó phía tràn thua cá bầm bốn bập hết này. Né? Hai máu cứ bầm bầy bập hết này. Sẽ mẹp máu, sẽ mẹp là biết thua cá. Lấy những mơ, nếu chìa comment, you know comment, comment mình này thay dấu bò, né? dấu bò, rồi mà tệ. Here are some people describing the advantages and disadvantages of different ways of working. Okay. Match the 9 ways of working in exercise 2 to their common. Some common might describe more than one way. Chẳng ai common ní cư nhé bị côn vị bắt nâng côn sẩm bắt ní ca thơ ca nghĩa tiền okay, here it's great because I'm my own boss, but I still work with lots of different people. I wish I had my own space. I had to carry everything around in my bag, and sometimes there's nowhere to sit. I like it because it's only for a couple of months, and I'm saving up to go around the world. The only problem is sleeping. Your body never knows if it's night or day. My children are at school, so it lets me spend more time with them. It can get a bit lonely at times, and I miss my colleague gossip and all the office gossip. When one of us wants a week off, the other person does a few extra days, so it's fairly flexible. So in which one? In which way for all the comment here? I already explained in the video and I already asked you to do. So let's check answer with me all together. And these comment I already translate for you. You can look at my translation document and read it and compare with the English and also my translation. And now let's see answer here. This one with freelance, this one with teleworking, and this one also with teleworking, and this one hot desking, and this one can be temping, consultancy, or part-time. And this one for flexi time and also shift work. And last one is job sharing. Càng nghe bạn đã nghe. Okay. Càng nghe bạn đã nghe, càng nghe bài mệnh. Cứ càng nghe đại dương thơ chùm nuốt nghe từ bình tâm đói tiền dọc bề liệt sập lại bàn tràn. Cô chỉ hoa đôi chân chỉ kêu bật thăm sắc xá, dân bật yên bề bật, pin mà tết đi bộ môi bề. Dân mặt hẹ dân mình đã tiết yên bề xíu, pin môi tết cứ bộ môi bề được nhỉ. Chẳng bao xanh đôi chân chầm nuốt nhỉ, dân bật yên bật phong là nghệ phong dọc thân ạ, dọc thân ạ mặt hẹ dân chầm nuốt, dân thập dân thôi kêu bay ngay xem anh bộ môi bề. Dân dân màn chụp sau 7 ngày tết ở mặt phía dân thư phương chùm nua. Rư dân chùm nua khuyên mà tháng ngày mình đã có bàn. Dân dân mình phải chụp cho đàn. Nít chìa vị thí job sharing. Bạn ta trở nên dụ rư có thật cài bà dân dụ prom phong đài. Dân vị thí job sharing kia ai thua bàn đồng bàn. Ok. Tỏ tên nít dân này riêng làm bì vị thí job sharing nâng anh. Ok. How to job share. Rồi biết. If you want to job share, you have to follow the 8 steps. Okay. But then you can do a job share. Then you can do a job share. Okay.
chăn đá ra à, à, mơ tam YouTube tới chân nè bờ sân chìa à, mơ nơi tên đi sạp nơi tên đi mình bàn nè bà chân xuống xùm nũa ai chát nơi tên đi chân rồi có ai chat bị YouTube màu bên các bạn nhé. Ok, to tiết. Get organized, put pen to paper, open your mind, find the perfect partner, set your limit to become one, plan for disaster, and also don't feel guilty. Nhưng thằng miền chùm hiên tiền bầy nặng. Ta bịa tiền bầy nế, clear tiền bầy nế, bỏ bài thăm mạch sống mớ nế. Miền cả bỏ bài chùn nẹ tạp nế đái. Được nhầm dế nhầm ban bà dô lạc nông video clip hai. Bà xanh nẹ thằng nế ban mớ nâng an nâng thơ tam video clip. Dọc video clip thơ chìa ca bằng riêng. Nhầm một ban bằng riêng không thạo tốt bằng tay khi bằng riêng tam video clip ai bộ dân mờ nhé bỏ xem bộ dân bàn mờ bộ dân bà con chị ai chê mày nói chê tên á hay lo thì phòng là sao bà bằng riêng không thạo riêng chấp cứ chấp rồi tại video clip dân mờ bị nát các bạn dân gần lực lăng mình bị nát các bạn listening comment bộ dô comment nhé ok chẳng dân mờ khăn ông à, là biết chẳng phẩm bay đi cái đại cho nó chân thì mua ở dân mua vậy find the perfect partner nè ok hai cái miền chẳng bởi xanh thì dương ban bởi xanh dương ban thử xung tiên mở dùm lại mở nhóm nè number one open your mind number two plan for disaster number three get organized number four set your limit number five put pen to paper number 6 don't feel guilty number 7 to become one okay ni chumlai dai khong saphoy ko khnyom mien dak oy dai ne ni open your mind plan for disaster get organized set your limit put pen to paper don't feel guilty and to become one labiet thua ka ngie bada khnie dabei oy ban pe samra chran okay for example, here, the main text, wouldn't it be nice if the working week finished on Wednesday? With a job share, it can. However, sorry, here's the essential guide to make it work. Kita lo tế bà xin là dương thuê ca thầm ngày put job. Lo, bằng tay thương mạch thuê bản, cứ miễn tại vì thí job share đi bạn đã khen thì tới bài thuở bàn hay càng cao này cứ chỉ ca này nó sống khăn đồng bài thuở ấy càng nghe bạn đã khen nâng đồng là ca bàn nè đồng là ca bàn chẳng nhà đó thế bỏ chẳng thuở càng nghe bạn đã khen dương riêng này bên đi mình thầm tài riêng phía sau lê thế dương riêng bàn đang vị thí thuở càng nghe phong đại okay, that is why this book called name the title of this book is total business ca thua thu được cách sở thu được cách mà mình đây tham bẹp con là ca rô xì bằng bốc ế thua ca có cái hạ thu được cách đấy nhé cách ca rô vô là cái hạ thu được cách đấy thế mà bì nẹ đấy có bằng đạc thì thua ca nghĩa có bán bê chụp ok exercise 6 how easy would it be for you to job share would your employer or both think it was a good idea? Okay.
Okay, so we have iPhone, 6 plus, cứ bị bạ chìm kì, bà khó bị 6 plus, chạp bị 7 plus lãng, ọt ai dễ, ra bàn thăm mà đà. Version via, okay, nè mình lưu, mơ tam YouTube nè, YouTube bà có thể lưu. Em bàn lại toal, ok. Nên Malika màu hai. Ok. Hai, nè Malika, xuất đấy Malika, nhóm khởi Malika hay nè. Nằm trong YouTube. Lớn này sao xảy máy mình lưu xảy máy tới mơ tam YouTube mong tên nè. Hai xảy máy miên xảy nua. Nè tặng ác nếp miên xảy nua ai xua bị YouTube nâng màu cả bán. Tại bà bà nơi khăn nông e-learning đấy, bà bà ai xua khăn nông e-learning cả bán nè. Ok, tam chat. Okay, to the niku niji MP. Okay, next exercise is about listening. I don't play for now because I play already in the video clip. So I just answer the question for you all. Khnyom so mình chẽ na tong khnia. Khnyom ban bao rian jeung tam video clip hai hai chăng khnyom nei ti ni. Khnyom kron tae chlai samnuo chun te na. Chăng ba san je bon mình bàn mờ chẳng thơ mạch mình bàn mờ tôi tự sao anh mờ bê cà rai bàn đói mờ hãy riêng thơ hãy tiên tốt cho mươi nâng chùm lại tiên tốt cho mươi nâng chùm lại nhé bánh hà tê xong khánh áo tê dưỡng miền chật sắc xà ok chẳng this is listening working from home. The listening is about the interview between Michaela with an interviewer and Michaela share experience or say about the her work, okay, her job that is working from home. So question one, what does she say is important when working from home? Okay, you have answer about this one slide like that, and then this is Michaela. Look at her picture. And then question two, what does she think are some of the advantages and disadvantages of this way of working? Okay. Nên là bạn trả lời cái này. Ất miền trả lời, bạn trả lời đấy, chẳng em trả lời chú nó đầy tế. Answer is answer is what? Who can answer? Okay. We have a timetable. Follow the main timetable and stick to it. Càng nghĩ đến thời gian cao về phía, tầm khăn trong cái thời gian cao về phía. Hãy trở stick to it. What is stick to it mean? Trở tại chấp bác loa cho mọi năng việc. Chấp bác loa năng cao phía. Đã cho thuê ca mong mán thở tại đã trở tại thuê mong văn năng. Ok. Advantage. Yeah. Ta có như thà miền bây giờ chạy khá năng con sắp bắt năng con đi bắt ở bây khá. Nhưng dừng slide máu. Advantage for a good spend more time with children. Mean pale, né? Advantage.
Okay, I will take as more time with children. Còn mình còn tốt chẳng còn mình phải tráng cho mỗi nâng còn quạt nữa. Okay. Mẹ tên trán cho mọi con. Tổng máu. More flexibility. Cót ách bắt bắt bàn bàn. Mà ta là vô bê đăng xâm rạ sân. Chăm bắn tích chất chăm thử. Safe space. Safe office space. Save office space for the company. Cót ách rẻ xa bán office sắp rạp cầm hồn mình đi tha sẵn xóm office cầm ôi bạch tì cả lại nâng và bạ nâng ca chua office thùm. Ok. No communicating, no commuting, no commuting. Mình hả, khuyến, xâm lên, thẳng, no commuting. Or no noisy, nè, âm nhạc xâm lên, thẳng, rộng khăn. How about disadvantage? Disadvantage? But, sometimes need to work in the evening. Chúng ta có thể lại ra thôi ai trôi về tháng ngày có bạn thôi cả chẳng còn ai thật thôi cả nó về lần nghỉ nó về dục ấy chẳng nữa in the evening. And then miss colleague. Colleague mình là tham mật room cả nghỉ nấc đầu mật room cả nghỉ and office new. Nâng phần miễn này cả lại nà chlô khăn nè nà khăn khăn nè này cả lại dừng có đặt đằng nhé. Ok. And then this is exercise 2. You have to listen and then complete the information here. And I already complete for you. And I already explained you when in the video clip already. Nhưng bạn bây giờ này không video clip hỏi. Chẳng này thằng này ai mời video clip tới. Đâm bấy riêng cái loại năng. Đâm bấy sẽ đập. Đâm bấy sẽ đập nế. Chẳng là lời khi em chung trong lời này thằng này. Yeah. At 7 o'clock she get up and she get the kit ready. Okay. 8:30 take the kid to school. 9 o'clock starts work. 12 o'clock has lunch. And 14:30 or we call 2:30 finish work. 2:30 finish work. And question number 2, how long has she been with her current employer? How long has she been home working? So first question, she has been with her current employer since she left school. And she has been home working for 5 years. Okay, number 3, is she doing anything different from normal this week? Ta có nên nước thuê cả ấy học bị thầm đà thế không tập đà nếu cứ yes. Mà đã có thuê cả nơi chế bởi tay bởi màn cái nông sắp ra nâng có thử tử còn lại anh càng nghĩa nằm bây chụp nhiều nế. She's going to the office every day to meet visitor for this week. Okay. Thầm đã bị every day thử bảo cho môi nâng present simple. Ai lực ní mấy cô bảo cho môi nâng present continuous. Nâng bị áp quan nâng grammar present tense. Thì tu tư, ta nà dừng phở bì every day, cứ chùi mùi nâng present simple. Còn ta cả lần này dừng phở every day chùi mùi nâng present continuous,
chẳng bằng hành prap nè sắp tha vía môi rồi dạ pê tì vì chìa ca nghe bằng đó xoan tì mẹn chìa ca nghe rồi hô tì bà ca nghe chìa riêng rồi hô chìa tiếng tốt cứ dừng prao present simple. Okay, when we study present tense, we have to know there are four aspects of all tenses in English. Present tense, we have present simple, present continuous, present perfect continuous. For past tense, we have past simple, past continuous, past perfect continuous. And future tense, we have future simple, future continuous, future perfect simple, or future perfect continuous. And for this unit, this module, we learn about present tense. I already explained the grammar in the video clip, and you can see here, everyone. Here the grammar, I also have script, have explanation here, and also with translation. And I already explained in the video clips. So if you have watched already, you know my explanation already. And if you have question, you can ask me by now. Okay. If you don't have, it doesn't matter. It would be great. So look at exercise here. Exercise 3, there are 4 question for you. You have to match the sentence with the explanation and then tell what tense is it. Okay, I have done for you already. 1, I always get up at 7. This is a routine activity. Why routine? Because we have the word always. Okay, routine, it means something that you do regularly every day called routine. Scampiệp chỉ tiếng tuột. And it's my nâng present simple. Number 2. I have been doing this kind of work for about 5 years. This is an activity that started in the past and continue to the present. This is called present perfect continuous. And then number 3. I've been with the same company since I left school. This is a state that started in the past and continues to the present. Look at A and D, everyone. Look at A and D. Okay, អរគុណចន្ទរាដែលបានឃើញហើយក៏បានឮ. Okay. ស្រីលក្ខ. Okay, ស្រីលក្ខ. ឈៀងស្រីលក្ខ. បាននៅក្នុងបានមើលតាមYouTube ហើយណាអូខេអរគុណប៉ុន្តែអ្នកទាំងគ្នាកន់ចូលមកផ្លែតចេញវិញនឹងព្រោះអីខ្ញុំឃើញក្នុងនេះអ្នកទាំងគ្នាដាក់ ID មានច្រើនហើយប៉ុន្តែឃើញមនុស្សមើលតែ3នាក់ហ្នឹង3នាក់ហ្នឹងបូកទាំងខ្ញុំខ្ញុំម្នាក់ក្នុងហ្នឹងដែរអញ្ចឹង3នាក់ទៀតបានតែ4នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងពួកយើងគ្រាន់តែចូលមកផ្លែតអត់មើលជាប់ផងក្នុង YouTubeអើចាំមុននឹងខ្ញុំចូលតាម YouTube ហ่ะឥឡូវនេះខ្ញុំចូលតាម e-learning បានវិញហីបាទបាទអូអរគុណណាអូខេល្អមែនទែនណាអូខេអូខេ look at A and D. What is the difference? Look at started in the past and continue to the present. Started in the past and continue to the present, the same. But the difference is that state and activity. ចំណុចខុសគ្នាគឺចំណុច state និង activity ណាគឺបើសិនយើងលក្ខណៈ state លក្ខណៈស្ថានភាពឬលក្ខណៈពិពណ៌នាណាអាហ្នឹងគេហៅថា state ស្ថានភាពពិពណ៌នាហ្នឹងមិនឧបមាថាតកតនឹងទ្រព្យសម្បត្តិអាហ្នឹងស្ថានភាពអី I have a car I have a house អាហ្នឹងគឺយើងបើសិនយើងចង់ប្រើ present perfect I have had a car មិនអាចនិយាយថា I have beenhaving a car ទេណាអូខេអត់ចប់ឈ្មោះសរមចង់ចប់ឈ្មោះតើបើសិនក្នុង YouTube តើសរមវាយកលែង comment ណាកលែង comment បានចប់ឈ្មោះណាប៉ុន្តែក្នុង e-learning ចប់ហើយអត់អីទេណាសរម
Okay. Busy, I'm busy. Okay. Ok, nhưng mà chúng ta khó khăn nhé biết cứ state thì năng activity. Nhóm đôi nhóm gì mà nhắn cứ tệ to năng trọng sẵn bắt cứ chết thả là phía bởi. Ok, tệ to năng bị bỏ nế, đôi chỉ không ai xa có bộ tiếp ấy năng có chứa cả bỏ nế đấy. Nhưng bạp năng cứ kê mình bảo continuity, kê bảo simple. Ok, look at number 4. I'm going into office nearly every day this week. And it, an activity that taking around the time of speaking. Ok, chẳng đi chắc bởi dụng grammar có đôi chìa ưu tiêu hò lòng hạt nè, ưu tiêu hò lòng hạt. Continue. This is another ways of working. Everyone look at, back to this part, we learn about job share. Dương dì âm pi, càng nghe bật đạc nìa. Tại, lại ní dương mạnh dì càng nghe bật đạc nìa đi. Cứ riêng vị ពលរដ្ឋយើងពីរបៀបធ្វើការងារនៅផ្ទះណា working from home working from home okay working from home working from home okay working from home វិធីធ្វើការងារនៅផ្ទះ chẳng cái ao dương cũng cái ao cầm nết dương chưa cầm nết nhé cái ao cầm nết dương chấm nuôn phẩm bảy mà trong thời gian này thế thời thôi chẳng mạch là này phần tái cái bằng riêng dương riêng thời gian ngày này theo phần mến tại cái ao dương bẩm pin lồng hát đòi prá verb nơi trong present tense nơi trong present tense này cái đã lồng hát lịch prám write the verb in brackets in its correct form and complete this tip for working from home. Tip mình đây thằng cầm nịt ca bắt đầu cầm nịt nè ca bắt đầu dự bò ok ca bắt đầu dự bò lưu ca bắt đầu cầm nịt đây tí càng nghĩa thôi là bắt đầu so read this one with me everyone. We don't usually write state verbs such as be, need, like, have for possession, love, hate in the continuous form. Những cái phép nhắn, cái thang verb đôi chỉ be, đôi chỉ need, đôi chỉ like, đôi chỉ have bằng hai cái cảm xúc. Have I mean be, ai bằng hai cái cảm xúc hiệp đại, đôi chỉ I have lunch, nhầm nhầm, à hát ngay trọng, anh nâng chỉ cảm xúc hiệp đại. But then I have a car, anh nâng cứ chỉ stand up hiệp, chỉ state. Love có stay there, hate có stay there. Chẳng, tức là nâng mình trả khăn continuous form đi. Lớn lòng hạt này, bạn thua chung, thua chung lại chung này ta không đi hỏi. Ok. So let me read for you quickly. Working from home. Even at home, always set yourself a timetable. Cứ thử bóng thử tại thua cả bị phía. Hãy cổ rốt cả phía còn ai nâng. One, you need to find a quiet place to work where there are no distraction. Distraction là cả rộng khăn. I mean, thông mắt có bao nhiêu cả rộng khăn.
If you communicate with a client on the phone today rather than face-to-face, it is still important to dress for work as normal. 3. Now that you have escaped from the office, you still need peace and quiet at home. Don't answer the door or neighbors or make a social calls. 4. Once you have been working from home for a while, you might feel a bit lonely. It might be worth going into the office once or twice a week. Tôi bây giờ vừa cài được cái đảo có dân cô từ office mà đong phải đong từ có mày ấp sọc cái chẳng gì chẳng á. After you have been at the computer for a few hours, remember to take a break. Why not leave the house and go for a walk outside? Okay, rồi về sầm rạp phòng chẳng thôi nên cái khóa vừa cài được cái ấp sầm rạp nắng cứ miền bánh hà sọc hiệp nhé. Be strong, som rung mom. When a friend calls to ask, sorry, and ask you to go out to lunch, say what you would say in any other job. Sorry, but I'm working. On something at the moment. How about after 5 instead? Cho bà chăm mong pram chăm tới tới mệt. Ok, xong mệt thẻ dương chẳng bình nhé. 7. Make sure colleagues and clients can reach you and answer the phone as though you are in the office. Ok, thơ mệt mê nê tha ao kì nâng mệt rùm càng nghi dương nâng tệ tôn dương bàn nè, reach you nè, tệ tôn dương bàn. Now about making mini presentation. Pretend that you have a topic about job sharing, and then about working from home. So you have to create idea like what is important when something like this. But you know, we have learned already about working as job sharing, working as the work from home. So at first, what you have to do, find someone you like and organize, plan you, how you share the work and so on. And then set up the office space in the house for working from home. Plan your working hour and take a breaks and your breaks. So what about three more that you think of or remember from what you have learned earlier? So after you have said already, please make a mini presentation to your friend. For example, you know, now I have job sharing with my friend, but you know, how to do this work, we have to find someone I like. Dân dân ai thua present bạp nâng đòi bà cát cầm đất presentation luôn ai nơi tìm đi cầm đất dân miên cầm đất tôi hỏi working from or job sharing dân miên 7 working from home có dân miên working from home dân miên 4 à ở xâm tộc working from home mấy dân miên 7 thế bà ta job sharing dân miên 4 nế ok dân lấy chia lùm hát luôn ai tê nhằm còn bà dô nế. Look at making contact, everyone. Making contact. Job responsibilities. These are phrases talking about job responsibility. Okay. This is a phrase that browse me up upon the null cultural gang here. Job responsibility, but right at the null cultural gang here. Near the null cultural gang here. Young canon verb mojanuan non pisang lay near. Verb đôi chia work, năng adjective đôi chia responsible, đôi chia report, đôi chia specialize, involve, deal năng in charge, ấy chứ đám. Vì prao cho mùi năng preposition mùi, mình ai prao, biết khá ai prao lớp bị mùi, tại biết khá prao ban tại mùi để chẳng kêu dương điều thật tao dương prao away, trâu cho mùi năng bị ở này, chung phố preposition. Okay, nhưng mình chẳng lại chung nhận tạo hình này nè.
I work dương mình pra off thế. Ok, dương mình pra off thế, dương mình pra about thế. Cứ dương dây I work for. Responsible của dương đá dương mình pra off, mình pra about thế nế. I usually report up at 2. Cứ pra tại cho mùi năng 2 thế. I specialize about, mình pra thế. Pra mùi năng in. For của mình pra đại. Nế, bỏ pra anh chẳng. I'm involved in, mình men of, mình men for. I deal with, mình men for, mình men of. I'm in charge of, not for, not to. Dân dân thật chậm nế. Ok. Cả pra. Mạch lục chính. Tục tạ. Khoai nhà nó đem mình prà nè. Ok. Chân chân mới. Cứ. Chân chân ai miên sửng nùa. Thà chân chân mạch đăng à nà prà mùi à nà. Cứ nế chê lẹ cả nạng kì hai thà collocation. Hai thà. Pịa mùi thờ phở nâng. À vậy. Dương ọt miên cả lại chân nằm thế. Cứ dương ọt miên cả lại. Có buồn này thế. Cứ ca chân nằm. Ca chân nằm dò cho bịa khóa dương áo chân nằm thơ mạch cư dương ba chân nằm nằm bê dương trời ca sở xê bê đại dương trời ca sở xê dương trời bịa bọn nâng sở xê bàn trời dương ách prao và chân nằm nằm cho khăn ca này dễ khăn ca này dễ dương dễ tư mình ấy tì nế này dễ khó có mình ấy đấy áo cho kê sạch đạp bàn prove kem nan nan nje trâu 100% de to bai phesa khluon aing ka dau ne chang kana jeung nje khos ke ne dang ke dang tha jeung nje men nei tha mai ae kon tha jeung nje khos ta panang upama jeung nje tha I go home last night anang nje bai nang khos ta pat last night trâu pro I went home pontae ka nje khos nang nje trâu atanei sdaap ban de sdaap ban doek khnie chang ot panha na khnom speaking bạn từ khả writing tập nào ok cho đào reading one more reading we have words we have gaps dương miền bịa đại thời bẩm bính đã chú nâng miền chật lo thời đã thời lại bẩm bính dương kia dương rơ bịa nơi khả năng lồng hạt khả năng lệ mua đào lệ đạp nhé do bẩm bính tám lệ mua đào lệ đạp thì đại vận tải rơ tại mua mà tỷ ok bà sân chứng mơ khăn ông ảnh bọt 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 nhóm bạn đã đôi khi nhờ này khăn ông ảnh bọt 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 nhóm bạn bọt 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 để trời bổng pinh bằng tay khi nhóm mình bổng pinh chung tệ chẳng bà nè tăng hình bàn miền ảnh xa ní hai bàn mơ video khi nhóm bình dốt dương có chất đăng thả thật thôi mà dạy lòng hạt năng chẳng dương bổng pinh cho biết khăn lờ mọc bổng pinh xa bà bình nít nhóm bổng pinh ai hỏi ấy bình dùm lại hai hỏi bố chìa ca chua bằng hai nơi feedback chìa bằng hai nơi feedback nè one attending two ideas three group five four responsible five in six run eight make seven no nine socializing and ten success okay chẳng sống riêng an luôn anh phong to you networking might mean attending a conference or trade fair event to meet new clients or parents or partner or it could be the coffee break at work where you share ideas with colleagues in other departments. But nowadays, networking has become an event itself. In itself, all lives all about making connection. Kita chibat cứ group yang JP ka bangkat bandang. Chang bao dương chang ai chibat dương miền phep ruh rơ khong sang cung. Trâu tại make connection. Ai cái make connection ca bằng cát bằng đàn nhé. Rừng making contact ca bằng cát bằng đàn. Ca bằng cát bằng đàn. Ni ca bằng cát bằng đàn dân miền phía making contact rừng making connection rừng còn networking dân miền bày phía nhé. Making connection. Make connection các bạn. Making connection. Making contact or make contact or network or networking. Bị bày nâng mình này smart này mình này thả phơ bản đánh
ca nghĩa. Ok, nhân at the bottom này cứ đây bị bản đáng ca nghĩa. Ok, so in exercise 5, according to the article, where do people network and what are the reasons? Ta mà nói dân thơ bản đáng ca nghĩa nơi ảnh à, hai môn hạt ấy. Kê chlai, nhầm chlai chún á. In most events, cứ group bật ca thông thông. Cứ khả năng bật ca thông thông bê kê tờ chụp liêng, bê kê tờ châu mong cô ca. Kê ta anh ta miến. Này dây khả ní, đâm bay bạc cát bật đàn cho mùi khả ní. Prap lê chú sắp khả ní, tờ bình mọc chữ đàm ná. Nhưng thơ bật đàn nhắn miên bật dòi ấy. Cứ đâm bay chúi khả ní tờ bình mọc. To help each other. Okay. So bà bà ai chung ca nom khía đa lên cái bàn này hai khía phật ấy cái bàn này nè cứ cái năng bản đàn bản tai bản đàn có đa được bọc bản đàn cứ cái mình men đam bay hai khía phật cái gì cứ đam bay chui khía tập bệnh mốc ô cho họ tha dương khả năng chạy đòn dương bật bằng càng gì dương miền bản đàn dương ơi mật thẻ dương nè khả năng bản đàn năng chui dương dương ai chấp rau càng gì thôi bệnh bản nè. Okay, second example, would be it be useful for you to join or set up similar network? Okay, sure, it would. Chúng ta nào, việc bắt đầu chứa, sống khăn này. Nhưng, đâm bay ấy, cứ to help our mate when they are urgent. Nhưng chùi mật phẹ dưỡng, sân chế bộ kê thật trong ca nghiệp bằng toàn ở mùi nhé. Okay, look at starting a conversation. We learn about making network. We learn about making network or making connection or making contact. So we have to study about conversation of making contact. Ở lớp dân người dân làm pi sân tình nghĩa, sau đây làm pi ca thưa bản đai những cái thưa bản đai này nè. Nè cái ai thưa bản đai này ai sân là sách. Nè conference. Cái ai thưa bản đai này ai dinner. Cái thi nhầm hai là nghĩa. Cái ai thưa bản đai này gọi là someone's office. Cái ai thưa bản đai này ai training course. Nè. Chẳng dừng khả năng ca sắp đáp dừng kết mơ. Khả năng conversation 1, conversation 2, conversation 3, and conversation 4. What are they talk? Where are they talking at? Where are they talking at? And the conversation, the script of conversation, I already type it down and also translate for you. Here, conversation 1. This is conversation 2, conversation 3, and conversation 4. If you want everyone, if you want to learn about the listening, please go to video clip again and watch and listen. I already record to the video clip about this listening. Okay. So now I have answer for you. Conversation 1, they talk in someone's office. Conversation 2, they are talking at a conference. Conversation 3, they are talking on a training course. Conversation 4, they are talking over dinner. Okay. So in their conversation, there are lots of expression and responses, question and answer. Nó không conversation tặng ớ. Vô quát này dễ. Sắp tại miến ca vô hà sát chlai chlòng khả lý nâng sầm nua chùm lời. Dân khả năng vô hà sát chlai chlòng này conversation tặng 4 nâng chùm lời cứ miến đọa sáng mọc đạn này tình này. So in exercise 7, you need to match the expression or question with the responses or answer. Okay. Dương trời, cụp con rồi viên vô hà sát, chứ mùi nâng ca cho lại tốp, rư xâm nua chứ mùi nâng chùm lời nế. Nhâm bàn cho lời chú nè tao nè rùi hỏi. Bố nhâm kết thang nè tao nè có bàn thua hai đài, tao dạ video clip được nhâm bằng riêng. I'd like to introduce you to Merrick.
And then, hello, Marek, how do you do? Nice to meet you at last. With letter D, pleased to meet you too. Do you two know each other already? Answer, well, we've spoken on the phone a few times. Would you like a coffee? With letter C, thanks. So have you enjoyed this morning? With letter J, yes, it was very interesting. Okay, so you can practice speaking like this at home with a partner or with your relatives or with your friends. Okay, make sure that this is the conversation to make contact or to network. Okay, we learn a lot about conversation in exercise 6 and 7. So this is the time for developing, the time for creating. Rồi dừng riêng ampi conversation càng lớn á, lớn đọc bê dương và cao mà đòn. Ta dương và cao conversation chạp đàm bị trâm nà. Okay, everyone, can you answer this question? When you develop a conversation, so in what way you start? For example, you meet a new person. So what do you do with him or her? Okay, dương bạn riêng bạc cao sản thân đi, riêng đại vị thi kê bạc cao sản thân đi. Lấy dương đào bên dương bạc cao mà đòn. Ta dương bạc cao tam vị thi ấy. Okay. Okay, maybe no one want to answer. Let me tell you. This is according to the culture. In our country, in our Khmer culture, when we meet, we say, how do you do? Okay, we say, how do you do? Dương này dễ chụp đẹp xùa. By put the palm hand together and make a bow with other person. Đó dương đã đai sập bé. Đó đã đai cung cho khăn cái hai tha sập bé. Vì sao dương? Hai nâng dương ao nó có ba chó. Hai dương dễ bị chụp đẹp xùa. Nó sẽ mẹp sọc dương. Mẹp sọc kê ạ tế. Kê bà vị thịp xên. Dương vị thị tăng áo hai thật greeting nè. Step one. Chúm hiện tìm mối bây dân bà ca sẵn thân nhé cứ greeting the other person. Greet the other person. Sva cúm mà nó đợt tầy. Sva cúm tạm dạ bịa đôi chỉ. Hello, hi, good morning. How are you? Something like this. And then introduce yourself to other people. Hello, how are you? My name is Seth. Nice to meet you. Tỏ mà kì bà ca chỉ xoay tọp mọi dân với nhảy. Nice to meet you, Bisset. Em what he like this. Okay. Okay. After that, you can change the topic of personal question to the event. For example, you are in the dinner. You talk about dinner. And then you can say about your job, describe about your job, talk about where you come from, find a reason for doing business in the future. And if you have partner with you, you can introduce your partner to someone else. And if you have no word to talk, you can end the conversation by saying goodbye and meet another person. Start from the beginning like this. Okay. Dân dân thua ca xong thần nhé. Bởi dân mà đai thua xong thần nhé, dân mà đang chạp đam bị trăm na từ môn đề. Ở lời dân miền bị thi ấy. Cứ từ bốn trở xoa cùng. Tam và bà thò. Bà thò thấy không ai. Là phụ mía cho đám kê chụp điệp xùa. Tại vật thô bò tế đôi chìa Amrit đôi chìa rộp ấy kì mình chụp điệp xùa thế kìa gì. Pia hi hello how do you do hay kì chạp đai phòng vì môn là lấy kì lên chạp đai vậy để xa vì chìa bánh hà COVID nữa. Chân đi chìa là biếp Santania. Developing a conversation bò prai khám ai thá. Cá bằng cá ca Santania. Cá bằng cá ca Santania nế. Developing a conversation, ca bằng cách ca sẵn tình yêu. Ok, lời dân cho tới chấm nói đại là gì âm phí business correspondent. Here, business correspondent, translate, ca trai trọng bạc thu lực kịch. Ca trai trọng bạc thu lực kịch. Ok. Chẳng ca trai trọng bạc thu lực kịch. Cái trai trọng mà tới thu lực kịch.
Okay, ឆ្លើយឆ្លងយ៉ាងម៉េចធ្វើកិច្ចករណីនេះខ្ញុំសូមមិននិយាយច្រើនទេតែមកដំនេះពួកខ្ញុំមានចម្លើយជូនហើយខ្ញុំបាននិយាយនៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបហើយហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់អាចមើលវីដេអូឃ្លីបណាឡើយហ្នឹងតែខ្ញុំចង់និយាយលើអ្វីនិយាយលើបីចំណុចការឆ្លើយឆ្លងធុរកិច្ចគឺគេច្រើនថាការឆ្លើយឆ្លងបែប business correspondent លើពុបឡូនេះគេច្រើនប្រើលិខិតស្នាមណាបិសនេសខរេសប៉ិនដិនលើពុបឡូនេះគេច្រើនប្រើលិខិតស្នាមអញ្ចឹងលិខិតស្នាមគេប្រើមានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែលិខិតជាទូទៅជាងគេគឺ3ប្រភេទ4ប្រភេទណាវ៉ាន់ធូស្រីអែនហ្វ័រលើ4ប្រភេទនេះណាឯងក្នុងបួននោះអ្នកទាំងអស់អ្នកដឹងថាហៅអីអត់ Number two, what is it? Number three, what is it? And number four, what is it? They cut down board this. Now they cut down some more. Yeah, the more, the three, the boy, and the board. Down there, mean that slide up, slide more, or slide south. They cut down board it. I need to have a. I need to have a. មួយនេះគេហៅអីហ្នឹងឲ្យមួយនេះអពរលឿងគេហៅអីមានអ្នកណាដឹងអត់ដឹងសូមជួយឆ្លើយមួយមកអត់ដឹងទេអត់ដឹងទេអត់ដឹងឥឡូវអត់ដឹងខ្ញុំប្រាប់ណាអានេះគេហៅនេះគេហៅ អូខេបងបងអូខេគឺយើងស្ងាត់បកគោនគ្រូអូខេគាត់ពេលថ្ងៃភាកច្រើនថ្នាក់ច្រើនគឺអញ្ចឹងពេលថ្ងៃមិនដូចពេលព្រឹកពេលយប់ទេពេលថ្ងៃងងុយដេកអ្នកខ្លះដេកបាត់ហើយស្រួលអស់ណាអូខេស្បហើយគេងបាត់ហើយណាណាគេងពុកយកសពផង ស្ដាប់គ្រូនិយាយយឺតព្រោះទៅព្រោះទៅមិនព្រោះទេមនុស្សយើងដឹងមិនមែនថាព្រោះទេពេលលឺសំឡេងងងងងដេកលក់មែនណាអូខេគេងហ្មងបងអឺបងកូនធ្លាប់អញ្ចឹងខ្ញុំធ្លាប់ស្ដាប់លោកទេសនាយាយមែនណាខ្មាស់គេម្ដងស្ដាប់យូរយូរទៅស្ដាប់ញាក់ឡើងអស់មនុស្សលេង 4-5 ហើយលោកបាញ់ទៀតពេលលោកឃើញខ្ញុំភ្ញាក់លោកបាញ់មកអើយខោចូលណែនខ្លួនឯងអាសោះខោចូលណែនហ្នឹងអូខេបាទគេខាងនេះអានេះគេខ្ញុំឆ្លើយជូនហើយនេះអញ្ចឹងខ្ញុំមិននិយាយខាងលើនឹងទេខ្ញុំសូមនិយាយខ្លាំងសម្បត់ទេ memo letter and note For memo, that is the kind of letter, the kind of internal communication. Phiachern, khanong internal communication, amata thakai, got chang phép tới bọc lực tăng oh, nè khanong krom hôn. Bà gót bà chung, chung ká gót chơl bà chung, là vô đài. Nhưng còn bạch cho bà chung ấy thế, mà còn là phép đây bọc lực rương ấy đài lắm, nhưng bạch hai bọc bà chung ấy. Nhưng còn chênh memo ai tầm mòn, nè chênh memo ai. Nâng tầm nè là biên mình nè tầm mình nè tầm chúng ta có bởi email các bạn đây còn miền bọc lực quạt mà rồi nhé nhưng còn đã lì không bọc lực quạt không cảm với thi Outlook không Microsoft Outlook nâng còn đã dừng đã vay email cho bình thức bây giờ nhà tới dừng rửa sạch lệch Outlook nâng máu việc thua email dừng tay khúc mà nụ nâng các bạn đây có bạn này bàn tay về more personal than memo memo everybody can see and email sometimes you know people like me also I do not usually read the email đức nhầm chờ đám nhầm cầm rò an email là nhà mò ấy nhà đó nhầm mặt an không tại bà mô bà mấy mô nhầm an về nhầm đào mà khinh cả đặc kết nhầm an mà tịch
Dân memo về chụp chế chiến email nhé. Letter. Letter chế lạc nạ. Mình lạc nạ tích nông này cho anh ta trên cửa. Sự bất nhà trên cửa. Nó hay letter. Bên note cứ lạc nạ personal. One person send note to another person. Or sometime, for example, in the office, I want to meet my colleague, but he or she doesn't present at the time that I want to meet. So I can put a note on her computer like this, like in this picture, called note. Nhưng cầm nọt hẹt, cầm nọt trà, rư ca bật đám phá nhà, cầm bán đài, ca bật đám phá nhà, cầm bán đài. Chẳng chứ mơ, phía xa, nè, phía xa cái cục tập bị cáo, cái cục tập bị cáo. Ok, chẳng chẳng bị chạy thà, khả nông memo, people usually use formal language. And for letter, for email, people don't use informal language. Sorry, again. For memo, people use formal language. And for email, people usually use informal language. Letter also, people use formal language. And note, people don't use formal language. So the language that is formal or informal in the habit of writing letter, people here, the author underline the phrase for you. This is underline phrase that prae khnong memo nang prae khnong sambot prae khnong email nang prae khnong note. Can you ke underline a yeung meul chang ao ke ao yeung yo a pi underline tngoh nang yok tau sase nei khnong lomhat lech 2 ni ni lech 2 ni hala khnyom sase chun hai tngoh ni upama tha dear sma nang hai. Just a quick note to say, and then less formal. The pay formal they say further to previous meeting. And one more. It was good to see you last week. Smanang with regard to your letter dated. Yeah. And this is for open salutation. And this is for give reason for writing. And this is for refer to previous contact. Okay. For next, making suggestion. Ca padal chi yobol. I would like to suggest that. A nang samea formal language. La pe informal ke kon na pa how about or what about. Are da pe apologize. Yeung aich nigei tha I would like to apologize for samea formal language. La pe informal yeung aich say tha I'm afraid that rư ka I'm sorry that. Hai khrang formal language ko yeung aich saying that yeah, we apologize for any convenience, for any inconvenience caused by young then. Okay, young men, the whole the pram. Young I could go on the emerging. Give the bad news, my cool with young tell. A good news, ready? Give the bad news, panang young tell. The penny request, panang young tell. The pay. Okay, the pair remind, take a refer to further contact being pandang gentle. I'm not some can. Maintain, you don't need to go to jump. Jump at some can, that go to jump. The pair young success of bot. The pair young success of bot. When you write letter, you can end the letter by your faithfully if you begin the letter with dear sir or madam. Okay, lời ní. Nè tao ní trao chám. Pê dương bằng chọp sẵn bọt đào dùa faithfully.
chúng ai bỏ prai được cái gì đó đòi cái đây cái rộp smart smart đòi cái đây cái rộp rộp an phần tai ông lấy xe khóc gì đó your faithfully cả lần ấy đại dương bắt đầu sắm bớt đòi dear sir or madam bà sân dương prai your sincerely làm việc bận job cả lần ấy sắm bớt dương trả bắt đầu đòi dear mister miss mercer or mrs bắt đầu làm việc informal xem mình sẽ tới mình bàn hà đi nhưng anh sẽ được chia best regard wishes all the best rồi có with love lots of love ở chân tử nè miền bị thị tràn. Ok, look at speaking talking about yourself dương ban riêng bị conversation color bị môn tràn hỏi nè riêng conversation bị môn tràn hỏi. Ok, lấy chúng nó sầm khăn cứ này dây bị khuôn dương thử áo nè đã tay score dân dân dây mạch tử ca này dây từ can kế mình bà để bàn tay ca sai dùm nùa kì ai bị bà chân bàn kì bằng riêng dân lấy mối kì hai thật speaking success ca riêng dây bàn chụp chì. The question on this page are very commonly asked. However, you may be nervous when meeting new people. It's important to practice your answer so that you can feel confident. គេថាសំណួរហ្នឹងវាធម្មតាដែលសាមញ្ញដែរប៉ុន្តែពេលយើងជួបអ្នកថ្មីមនុស្សថ្មីឧទាហរណ៍ថាជួបអេដាមនេះអេដាមនោះអញ្ចឹងទៅហើយឋានៈហាងខ្ពស់បន្តិចគាត់សួរមកយើងភាំងយើងភ័យយើងឆ្លើយទៅពីទៅឆ្លើយអត់ចេញណាអញ្ចឹងធ្វើម៉េចកុំឲ្យយើងភ័យគេឲ្យយើងហាត់និយាយហាត់សួរហាត់ឆ្លើយអូខេនេះគេថា when meeting new colleagues ពេលយើងជួបមិត្តរួមការងារថ្មីclients business partner more យើងឬក៏ដៃគូរស់ស៊ីរបស់យើង you will usually want to exchange some basic personal information យើងប្រហែលជាចង់ផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនជាមូលដ្ឋានមួយចំនួន it is useful to practice asking and answering general question about yourself វាជាការមានប្រយោជន៍ដែរក្នុងការឆ្លើយនឹងសួរសំណួរអំពីខ្លួនយើងណា your study ការសិក្សារបស់យើង career អាជីពរបស់យើង and right where you come from and about where you come from ហើយអំពីយើងមកពីប្រទេសណាជាដើមណាគឺសំខាន់ណាស់កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះនិយាយរឿងហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់គេឲ្យយើង practice នេះគេប្រាប់ថាការនិយាយច្រើនតែនិយាយខុសអញ្ចឹងគេប្រែប្រួលការនិយាយមកទៅជាការនិយាយឲ្យត្រូវអញ្ចឹងគេឲ្យយើងមើលកន្លែងណាខុសកែវាឲ្យត្រូវវិញអញ្ចឹងខ្ញុំបានកែជូនណាអូខេឧទាហរណ៍ Nice to meet you my name is Cheer ខុសគឺកន្លែងអត់មាន S ដល់ពេល A I am thinking គឺយើងមិនប្រើ am thinking ទេ I think Well, it's a business degree and am interesting. យើងមិនដែរនិយាយយើងមិនគួរនិយាយពាក្យ am interesting ទេនិយាយយ៉ាងមិនត្រូវទេណា I come from and am I from ទេឬក៏ I am from I like to work man I like work ទេណា am just finished អត់ត្រូវទេគឺ I have just finished since about 6 years កុំប្រើ about ហើយ since ជាមួយគ្នាយើងប្រើ since តែមួយឬក៏ about តែមួយណាមានន័យអញ្ចឹងអញ្ចឹងនេះជាសំណួរឆ្លើយសួរឆ្លើយផ្ទាល់ខ្លួនឧទាហរណ៍គេសួរថា Hello មែនជួនកាលមែនជាការសួរឯកណ្ឌជាការនិយាយជាមួយយើងយើងអាចនិយាយតបយ៉ាងម៉េចទៅវិញណា Here Hello nice to meet you I'm Carl គេឆ្លើយវិញ Nice to meet you Carl my name's Pierre យ៉ាងដែរណា And where are you from យើងអាចឆ្លើយ I'm from a small town in northern Switzerland I'm from Phnom Penh ឬក៏ I'm from Obeikom, a village in Phnom Penh, like this. Okay, do you work or are you a student? Young kids lie my wing, don't you? Actually, I have just finished my degree in at University of Zurich. Okay, and A, that's interesting. What do you like most about your study? Answer with letter B. Well, it's a business study degree and I'm interested in marketing. And then for number five, what are your plans in the future? I'd like to work
in a marketing department, so I'm starting applying for job this companies in Switzerland. And last one, number six, do you think English will become important in your career? Yes, I think English is very important for this kind of work because everyone uses English in business nowadays. And last one, so how long have you been learning English? Answer with letter F, since 6 years. Okay, chẳng dừng chọc ông bị cả xua chlói để nói thật hát xua chlói nâng. Xong rồi tôi luôn đấy, bởi tay bởi giá chlói ở trên nhá. Chẳng mơ là anh learning thịt mùi tiệt. Mình nói thật, cả cầm đất khăn ông cả riêng, cả bắt đầu cầm đất đâm bay riêng. When you practice speaking, record yourself and listen to yourself afterwards. What did you do well and did you make any mistake? What can you improve? Bây giờ dương chăng là dễ, chăng là riêng là dễ. Nên nó riêng trời là dễ, hơi thọt xâm lý phần anh tục. Hơi dương ai cài xâm rùa. Cài xâm rùa tới, cái lại nào là ó dương ở xa tục, cái lại nào mình là ó dương cài xâm rùa vì nế. Ok. Rồi khi em thua cổ bởi dương tập bốn dương. Mà anh dây mau, ra rồi dương tì. Cứ hát sân nế. Tại xâm mẹ bạch bón nhóm bởi dương tăng. Riêng màu mà đã lấy đọc bốn cho nắm mấy đằng mẹ nơi sẽ cao cho lại chẳng vì khai chế tầm lộp được chứ nhóm đôi chìa bùm sơ bàn ấy riêng này dây thọt sắp lên như thế bà tay tập bốn nhóm thơ mẹ tập bốn bốn cà bì đọc bốn cho nắm bốn nhóm thơ nhóm cố cho một cái chợ nhóm thọt sắp lên hôn ái hay nhóm sẽ đọc mơ nhóm dây nóng xóm ọt ấy môn năng cho bà riêng đấy. Chẳng miền ai cài bị cá vật hạt để bà dương vật hạt dương che hải nhé. Mê điên ăn lấy nên cái đầu bà sẽ là dương chọn che mơ vịt ô clip ở bàn cho bà lúa hay một sạch đập này bên tiết việt đập bò nhé. Chẳng dương thừa dương che lườn chẳng cả riêng online bà sẽ dương khách khom ta ta mở quay để miễn đại biến thì thôn thiên dương miễn dương còn chỉ che chương điện thoại tháp phong nhóm hiện hiện dễ chừng bộ ấy dương miễn ai cái xa đang mơ là hốt mà anh đây không tháp bật cụ biến chập chập nữa phần tai giang na cái dương trang chụp điện thoại đại vì lẽ khả năng bị vô chụp bạc lo hay xu khi này tập viên tập máu sầu nữa vì mình cong sầm lên vì mình tích ắt lư sầm lên tích lư cái chẳng nữa vì bà ok giang cho mở listening cho đặc lại speaking một tiết cái hai conversation success cả sân tình dạy bàn chụp chì ok mơ cái này nha bà giặt mơ ạc đăng thang nhầm dạy cái này nè đi nơi tên đi nha ok nơi tên đi listen very carefully to the other person dừng sạp dạy 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 answer the question he or she asks you. Ask him or her repeat the question if necessary. Give your opinion and give example. Explain what you mean. Try to give more than just a basic answer. Remember to show your interest by asking questions too, not just answering them. Chẳng lý chi vị thi sân tình lý tiếng pramu yang. Chẳng khăn ông mê điên dân riêng ẩm bí ways of working, riêng ẩm bì developing conversation, riêng ẩm bì writing communication, nâng riêng ẩm bì speaking about yourself in business context. Okay. Bà sẽ là dương đăng phẩm bao chùm hiền, phẩm bao chùm hiền nơi tình hình thì dương bà riêng thả môn nâng thua sân tình yêu, dương thở thua mấy khóa này ạ. Nè thế nè chấm hiên nên cả thôi san tần nè phần ta dương mình đang chăng dây pi ai chăng cái ao topic mà dương nè nè ta cái ao topic mà dương topic one business in your home town or country the importance of English in business the effect on technology on business present and future changes in working life present and training and development in the workplace, ways of selling products or services,
chẳng dừng à xong tình yêu dừng bờ kịch đại rương dây khuôn ai nó dây tầm là phát ai chẳng là bây giờ xong tình yêu dừng bàn dữ dân cô tại bà ca topic bà dân mà đăng dây bị topic ở với kịp ca đại dương này topic kê bà ca đại dương miền bà mùi nế cho dân ai bà ca topic này dây khuôn ai bàn nế bàn nế dân ai bà ca bàn nít chỉ topic mỗi kênh dây ẩm phí nè khả năng làm hạn đấy á topic này kênh dây ẩm phí business in your hometown or country kênh dây bị topic tìm mùi nè kênh dây topic tìm mùi lấy dân mơ ca sẵn tình ý trong video clip dân bàn chạy chú này mình đang thay bộ dân bàn sẵn đạp ở đây nè kênh dây tập bốn personal question này and where do you live exactly personal question I'm from a small town in northern Switzerland, but at the moment I'm studying for a business degree, so I live in Zurich. What type of business are the most successful in your town? Nè cái chỗ the topic business. The book is up to our luôn nè. Tớ mau cái chỗ the topic mùi. Okay. Chẳng khăn topic nâng miên xâm nua. Miên cái lãnh áo bẩm bình. Chẳng khi nhóm bàn bẩm bình cho nè nó nè rùi hài nè. Okay. Chẳng lấy bẻ bọn nâng business nè. Ở lấy dương đa tì bình chào bái nè thằng nè. Khăn mê điện tìm mùi nè. Cứ useful expression for conversation and discussion. Next year, for hang sub, some kind, some rap sun the near, nung be pizza. Answering personal question, begging chlois, that don't know some noob talk loon. Some proud fretting on me. No cheer. Am in, am up, I come from, I live in, I work or study there for senior yenter. At the moment, I'm studying, working on. I'm interested in, I like to work in, expressing opinions and preference, ka pachin kamnit, pachin jubal ay, pachin kamnit nang jubal, jeng an jay pa pia tha, I think that in my opinion, I think I prefer, I agree with that because, không lẽ khả speculating mình lẽ khả năng sau đài rừng ở với mối đại dương sau đài dương ai prapia I suppose that I would think that I don't know for certain but I expect okay I suppose that bộ bài thả nhóm sẵn khâm thả nhóm sẵn thả nhóm thlọp cất thả I would think that I don't know for certain but I expect nhóm mình đang chú bà tê bà ta nhóm sẵn khâm thả okay asking someone for repeating something ពេលយើងស្ដាប់គេម្បានយើងសុំឲ្យគេនិយាយម្ដងទៀតយើងអាចប្រើ phrase ទាំងពីរនេះ sorry could you repeat that please sorry can you say that again please okay so module 1 finish មេរៀនទី1យើងចប់ហើយមេរៀនទី1ចប់ហើយណាតិចទៀតយើងរៀនមេរៀនទី2ណាយើងខ្ញុំសុំលុបឯកសារមេរៀនទី1ចោលសិនប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងដាក់ចម្លើយមេរៀនដែលមានចម្លើយមិញហ្នឹងខ្ញុំនឹងទម្លាក់ចូលក្នុងក្រុមពួកយើងត្រូវការទេមេរៀនដែលចម្លើយមិញហ្នឹងត្រូវការបាទបាទអញ្ចឹងចាំខ្ញុំទម្លាក់មេរៀនហ្នឹងចូលក្នុងក្រុមឲ្យណាពេលរៀនចប់ឥឡូវយើងចូលទៅមេរៀនទី2ទាំងអស់គ្នាមេរៀនទី2ខ្ញុំរៀងសង្ខេបជាងមេរៀនទី1បន្តិចព្រោះអីយើងម៉ោងយើងច្រើនហើយយើងជួបគ្នាមកដល់ពេលនេះ1ម៉ោងកន្លះហើយណាអញ្ចឹងនៅសល់ពេលតែកន្លះម៉ោងទៀតហ្នឹងលោកគ្រូបិទស្ងាត់ចឹងបងអត់ចេះចុចណាបងណែចុចអញ្ចឹងបងណែចុចមកតាំងទៀតទៅវាចេញហើយណាចុចមកតាំងទៀតទៅលើអក្សរនោះហើយមួយទៀតបងឯងអាច copy link យកទៅដាក់ក្នុង browser ក៏បានដែរណាមកពី Telegram បងឯងហ្នឹងអត់ចុចទទួលស្គាល់ YouTube អញ្ចឹងវាអញ្ចឹងហើយមិនមកពីបញ្ហាខ្ញុំឯងបញ្ហាបងឯងអត់ចេះបើកណា
mình tìm nhầm bạc mình tìm nhầm bạc tại exam mình tìm nè phần ta ok chẳng cho mình tìm là cái thay đúng okay, module 2, company benefits and vocabulary benefits and incentives. Translate in Khmer, phal pijaut nâng ka lực tực chất. Phal pijaut nâng ka lực tực chất tăng ngó miên trơn. Phần tái kê lực ở dương riêng cứ đập, đập bịa đi nè. Nè. Phal pijaut nâng ka lực tực chất đem mình nói từ tổ đại bộc lực từ tổ bàn bộc lực từ tổ bàn đôi chị ấy impressive job title càng nghĩa của thân nặng càng nghĩa nhé training and development ca bắt đầu nâng cao về vật bộc lực a good salary prak hai cặp còn a pension a flexible working hour opportunity to travel opportunities for promoting parental leave days off and holidays, a company car, okay. Còn list kia miền nhé, an impressive job title ấy chẳng chẳng nhé, nhắm an ấy mà nhảy. Chẳng lẽ thằng kia, anh cái này cái chàng dễ tha, bà sân là dương làm hạt tí môi đấy, bà sân là dương miền càng ít phở. Ta nè chàng ban ca lực tự chất nâng phá bây giờ ở vấy, khăn chứng kỳ khăn chẳng nọp đọc nâng. Mỗi na để dân chăm ban khăn kia dân đã lịch mùi tử hãy lịch bắt đầu họ đã lịch đập mình này tha riêng nắng họ bây giờ nắng dưa ở trong bàn này chẳng dễ chẳng đấy xem đẹp nhóm ôi thì họ nhóm nhóm trong bàn này a good salary cho nên ta không thể vẫn trong bàn ấy môn kế tìm mũi thì mua nhóm cứ a good salary vậy. How about you, lady and gentlemen and Padajikun? Đôi là khổ đá được. Đôi là salary. Ồ, đại cun. Trang bàn good salary đá. Okay. Number two, for me, I like training and staff development. Và xin mẹp khá nhóm, TP, bởi tôi bị good salary cứ ca bắt đầu đá nâng ca bị vọt bọc lực nhóm trang trẻ tôi bây chìa cha hơi cả đời nữa tại nhóm mình cha mà đấy tâm à dụ xài chiên tình túi nhằng xài đá ứng nâng cả đập cho nằm môn nhóm xàm xài đá ứng nâng cả đập cho nằm môn tiết nhóm phê xài đá ứng nâng cả phê cho nằm môn nhóm phê xài đá ứng nâng okay. Dân dân bên toàn chả nè. Training and staff development. Sự việc của nhóm. Tôi nhóm ở dụ bên này cả đời. Cả nhóm nơi tại trang bắt đầu bắt đầu nâng. Nó còn sao nhóm ở bọn ấy bê thân hạ bê giúp ạ. Cho nó môn môn mà cho nó dương sao cho bọn bộ dương. Ai bọn nó cả thà quát ở dụ học sắp ở trái đây. Bởi tại lấy quát ở dụ hà prám ấy quát riêng vô bạ nhà bạn. Hãy chúng ta cho bọn riêng đấy. Thì chết kéo ở trái đấy. Ý chết riêng đấy. Rồi trái dân thôi ca ấy miên ca ca nghĩa có thôi tới bờ mình miên tế. Có dân miên sẽ nhà bạn mùi đấy. Cái này có riêng cho bạ nhà bạn khang sẽ cái khang cực rộng. Khang cực rộng. Hãy có là dụ hà pram ấy nâng, hà pram ấy bàn chọp bà cho bàn cực cổng. Sao pram chăm chết là trẻ. Hãy bàn thầm nó có thể hiện chọp bà mặt cực cổng, liên có riêng master cực cổng mùi tiệt. Nhưng có dụ hà pram bàn master cực cổng. Ok. Chẳng có chúc chị bà quạt. Có chỗ chất khang training and staff development. Nhóm đôi khi nhóm
phục cái này hay đang chụp bộ đại quân đang bò cho chặt chấm nách năng ấy lực tí chỗ chặt lực khổ chỗ chặt mà lực tí như này vẫn nhầm bèo từ lấy một lực tí lấy từ tọt tiết vẫn đặt luôn anh từ ok lấy khăn ông đang miên bọc lực pram nè miên bọc lực pram nè cốt bàn là gì kể đã cho một quạt đấy, giờ còn hai quạt speaker 1, speaker 2, speaker 3, speaker 4, speaker 5. Quạt bàn, này quạt men, quạt trang bàn này quạt bàn từ tua hơi, quạt bàn từ tua phá bờ giáo nâng ca lực từ chật nè, benefit phá bờ giáo incentive ca lực từ chật, quạt tua bàn phá bờ giáo nâng ca lực từ chật riêng riêng khluôn, chẳng á, quạt là gì nè, quạt là gì, hay kia đã chấm lại ở dưới này, kia đã chấm lại ở dưới ở dưới rồi chấm lại thắc quạt là gì nâng từ lơ chấm lại ấy, chẳng tạm dạ ca đáp listening, để tao thấy ai mở video clip lang quýnh, khơi nhé. Dương từ tôi ban chậm lá cứ speaker one he got a company car speaker two he has got flexible working hours speaker three he has got parental leave speaker four an impressive job title and speaker five a pension men got pin chất đấy nè nè men got pin chất ở riêng nó nghe got từ tôi ban chậm nói cho hằng nè got từ tôi ban mình đã mua chậm nói nè cứ pram chấm nói. Lấy mơ reading muối, môn mơ reading xôm. Chấm phết. Ok. Reading success ca an đa ban chuk chay nhưng thơ mịch an đa ban chuk chay nè nè tằng khnia chumnoi chi samkhan na cứ it's helpful to read the whole text before trying to answer any of these question chăng ba san a jeung ca an hay miên samnua nhưng an oi chop san cham cham chlai samnua na ba jeung an bada chlai bada jeung ko chlai trâu ai จังมีกรมหุ้นมวยนี่คือกรมหุ้นปัดประกาศนะกรมหุ้นนั้นชื่อว่าเซร็อกในสกมายมีลู่อัพลัตพาลของเซร็อกนั้นคือประเซ็นต์โฟโตคอปีนะเซ็นต์โฟโตคอปีของเซร็อกนั้นมีลู่สกมายอย่างนี้เกิดถ้ามีอาร์ติเคิลมวยนี่แสดงอันเป็นกรมหุ้นเซร็อกในตัวปอดัมเปิลนะตาพาไปยาวนั่ง การเลือกตึกจัดเอาไว้คละได้กรมหุ้นได้อัตบัตรนั้นบ้านในเย่สำหรับบอกกันเลิกเพื่อการในไอ้กรมหุ้นเซร็อกโอเคยังจากอันนั้นยังชลาสุนุนนี่ตาเมียนพาวิจัยไว้คละได้กรมหุ้นเซร็อกประดาวเอาบอกกันเลิกนะกรมหุ้นเซร็อกประดาวบอกกันเลิกพาวิจัยนั่งการเลือกตึกจัด
Okay, then come on, sir. Got ban power, but I'll probably by class. Nung, car look jet away class. Dark buckle. Okay. Chung, some no many may net fly, eh? Moinang may net fly out. I mean, eh? Ở miền tây mộc tiệt, làm miếng này rồi, nhưng nhầm slide out mong đây không phải bạn đấy, ok, tại cho bởi nhầm slide out hơi nên tao ai miền là ca hà này miền ta mơ video làng vĩnh mơ video ca bà riền đó, bán được gì nhỉ, bán được gì ăn bánh hà đấy, bao lúc cô bao chẳng nhầm sông trả lời chún cứ opportunity for promotion training and staff development and a pension những sự incentive hay năng benefit and incentive got ban got out of noon by jump night by jump night to learn buckle it okay some yap long than that but I'm not buckle up and got what and then fracture in what so I mean long back high pong me and can I long than that long back high I know the opportunity for promotion young the long than that long back high okay chẳng không reading đứng khi nhóm ban cái lâu tha khi nhóm an mình bảo khi nhóm ban thoát sầm lên sầm liêng bảo hàm rồi càng an ao chết á khi nhóm ăn tập bát nữa mà khi nhóm video clip tới ngày hôm nay đang ban lười cái an cho bát lo nè manu say an này mẹ manu pro an này khi nhóm ăn tập bát mồi nữa khi nhóm ăn tập bát về như này hay ăn tập bát đầu về nữa khi nhóm ban bỏ prai chun phong đại nè nói tin đi bỏ prai chẳng nên nói ai bà mơ mình vô anh mơ cả bỏ phải đấy mơ cả bỏ phải đấy anh cả bỏ phải bằng nhóm để tao tục chật chó nhóm chi nè bỏ phải chip nhóm rồi si bỏ phải nâng chân mà phải cho nam đôi đừng cụ bằng riêng đại nhé cái bì bằng riêng phía xa nhóm bỏ phải phía xa phòng đài bạch cho bọn cả nơi tại bỏ phải năng lôi bàn thai bị ca bị lơ bằng riền ca số máy cái bật ca cái online tập bóng ca cái bật covid tập bóng bên thanh na riền sôn chấn gì bị chấm nổ sôn đá năng tại nhóm ban chấm nổ bị ca bỏ phải đấy ok bỏ phải ở trên đại kỳ ai có sao thử bỏ phải miền trung nào phơi mình ok nick chưa chấm lời robot âm nam năng đấy chấm lại một tiết cái áo dương chưa sầm nuôi một tiết cái áo dương chưa được chấm lại đại trời khả năng pram sầm nuôi này đau cái đã chấm lại chưa được áo sẹp lấy nhầm lại áo hết khả năng dương mơ mình lấy nhầm cục thảm đó chấm lại thì mũi b chấm lại thì p a lại thì b c 4 b 5 c và tại khả năng reading nâng riêng thực ở nâng mình sao sầm khăn đó là làm hạt trong cái hạt trong cái bàn sầm khăn đấy dương áo kia hai kia prab dương bị p expression prab cho mọi người thấy cái áo của mỗi nhóm thay mọi người tiệt nhé ok anh ấy nhóm thay mọi người take for granted mình ấy thả ca dọc mô là than ca từ tua ban mô là than này ca cực nhé ca tua ban mô là than này ca cực ok từ tua mô là than sắp đạp ca cực từ tua standard sắp đạp ca cực của bạn đấy nhé ok mà tha I take for this Buddhism for granted nhóm dọc tôi sẽ nạp đẹp bút mộc thơ chế mô thàn cực nhé I take Buddhism for granted nhóm dọc tôi sẽ nạp đẹp bút mộc chế mô thàn đề cả cực nhé hành dây bất đó nhóm rằng ấy nhóm dọc tôi sẽ nạp đẹp bút lơ mô thàn đề cả cực nhóm mình chưa cả bọn sở lăn tế bố thơ về bút bàn bà bấy thà bạch bọn tế khi mình là chú dương kẻ bị luôn dương tế
dương dương miền đại dương để chui luôn dương bàn đấy. Ok bàn đồn ta chui ấy bà đồn ta quật nở ruột chui dương một ca phóng là mòn quật sập ở chui mấy cả. Ok nên chỉ tổ sản trầm trở chẳng bàn nở ẩn đĩa lấy cái dầu bẹp bá chảo tai mình men chè bẹp bột tiền đấy. Bẹp bột kì mình bá chảo là bột bột bàn bà bơi tháp bột bột miền chui ấy bàn đi chui bàn ta cầm nứt đi chui ta ca cất chui ta ca chấm nét đằng riêng thằng mạch ở che cất ở mạch không mà nút thở che cất mạch nắng bẹp bột bàn bạp tai thằng bẹp bột chui ấy ao chỉ vứt rong rương họ xi si miền bán là miền này bẹp bột ai chui bán này là nắng cứ dương khuôn ai nhé dương khuôn ai chui khuôn ai ok bẹp bột còn là chui ta thua chỉ nút o thua chỉ nút chết lại nhà đất tây anh cũng bật 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 tại ai bật bật chui dương thảo ai dương nứng chỉ bật dương thơ bon thơ đại hiệp đạp chết tư thơ bật dương hong soi ro si miền bắc anh nứng bật bật đẹp thả nứng chỉ riêng bọc prate miền cà bật tê nhé ok chẳng tăng bị đào tì máu tăng bị tối mà đạp bên này nhóm chuyện này dọc mùa than bẹp phật sát na thằng cà cật nhé thấy có nhóm cổ rục sát na đặt tay đai sát na đặt tay có chưa sát na đặt thôi mình nổ đôi chân nè còn là đẹp bỏ sai cặp bỏ sai xem xem nhé tại bà tử cô đang bỏ sát na cứ chui ở mình nổ lõ chui ở mình nổ miên mùa than thì cà cật lõ đôi chân nè ok just look at expression we take. One, take with a pinch of salt. It means not completely believe something is true or likely. Mình nói thà chưa khla, mình chưa từng strong đi. Take with a pinch of salt, mình nói thà nhóm chưa khla khla đai. Bỏ bà anh chẳng á. I take with a pinch of salt, mình nói thà nhóm chưa khla khla đai đằng. Nhưng a pinch of salt bỏ bà anh tới thầm bà mà chập. Bà mà chập, chập mà chập nhưng hãy thà a pinch. Look after, take care of, thay đa xa. For example, lực chi cầm rù, bỏ prai lực chi cầm rù. Chẳng ông mà tha, dân prai cho mình mình take Buddhism, take Buddha as, take Buddha for making life better. Dọc prai phút chi cầm rù, nâng cá thua chi bất rù nâng lọ. Nâng kì hạ tha, thua chi cầm rù nế. Participated in, took part in, employed, takes on. Take on nó smart be employ nè participate in mà cho rùm ưu thoa tự dưng tha I take on vụt thị ưu thoa chẳng á khá nhóm ai vụt thị thôi càng nghỉ I take on vụt thị nó là score vụt thị score bong vụt thị á mà take seriously. Dược chất đã đạt của anh ấy ca riêng xua cho làm bị ca nghĩa ca riêng xua cho làm bị ca nghĩa nế chẳng kì ao dương chịp bí ai ao dương thua chìa xùm nùa ở lâu dương thua ao hai vậy mơ chùm lái cho thua chìa xùm nùa bà nè ta hãy chẳng riêng làng vinh mơ bị đầu clip ở nhóm bàn bà dốt hay nè ai thua tới hai trăm dô mà tiền chùm lái tình nì nế chẳng nhóm xông tầm mục tiết đó nè anh ấy cho đa grammar grammar dương JP Merian thì mùi mến thá group 10 đang có mình 4 aspect mình 4 tầm rộng phần tay không past 10 mình 4 này mình pram phần tay mình phở aspect này past 10 đang có thể cho hai đây bằng không Merian thì mùi mến nhầm dây thả mình 4 aspect vì pro chỉ tu tử rụp bộ môn chìa chỉ tu tử cứ cao group cao cứ mình 4 aspect phần tay cao pra mình chẳng nghe ការប្រើប្រាស់ past tense គឺមាន5 aspect ហើយក៏មានប្រើ past tense សុទ្ធដែរវាលាយមួយ present ណាអញ្ចឹងក្នុង past tense គេមាន past simple មាន past continuous មាន past perfect មាន present perfect និងមាន present perfect continuous ដូច្នេះយើងអាចសន្ឋាន present perfect អាចប្រើក្នុងយើងអាចនិយាយថាជា present tense ក៏បានជា past tense ក៏បានណាគឺវាបាន2សម្រាប់ past perfect continuous អានឹងគេអត់ប្រើទេអានឹងគេលុបចោលហើយគោពោះប្រើទៅវាដូចតែ past perfect ដែរហ្នឹងអញ្ចឹងគេកុំឲ្យស្មុគស្មាញគឺនិយាយថា
anh chụp bra nè chụp bộ past simple cái ai bra chụp mới nè group tu ăn này past tense ai bra chụp mới nè past perfect ai bra mới nè present perfect ai bra chụp mới nè past perfect ai bra chụp mới nè past perfect continuous vấn đề cá bra khóc khóc này nè cái na dùng dây present perfect việc bẹp bòn nè past simple đại vấn đề bờ sân chỉ past simple nè scam phép nâng cao hơi ở lại gần miền tây tây nâng dừng bài past simple. Tại scam phép nâng cao lên khả năng tại cao lên miền. Bất tại việc bắt đầu mà đào lại nâng dừng bài present perfect nhé. Hai chữ than là phép bài present perfect. Ba chữ scam phép dừng bài present perfect continuous nhé. Hai chữ bố past simple nâng past continuous. Cứ trong là dây pi rương ra đại nôm ở miền past simple tập dừng thì dây past continuous dừng past continuous cứ chỉ rương ra rồi bắt past simple cái hệ thống background ôi thì họ thả while I was taking a bath the phone rang bây giờ khi nhận cái phone này tắt tôi sắp có rồ anh đang past continuous vì cao môn hai bàn miền past simple được cắt bật đại past perfect đang past simple cứ cắt mùi chop tớp mùi tiết cắt past perfect cắt mốn chop hai bàn cắt past simple ủa thì họ thả when I had after mình về này after I had finished my homework I started playing card tớp bây nhóm for homework chop nhóm có chạp đam lên bìa ok nhưng rừng mùi chop bàn dừng to rừng mùi tiết cắt tại bờ rừng mùi cắt mùi tiết màu anh đang dùng bờ past simple lẫn past continuous nên nhầm vô trên sân khai bên đó nên anh đang mơ lắm ít so mơ từ khung video clip nè nên làm hạn để nhầm vừa chun này anh đã nhầm đã chậm lại chun hỡi những này anh đang biết tiếp từ nâng chậm lại để dùng bàn phứ ta trở được ọt nè ok started cứ chỉ past simple has moved cứ chỉ past perfect I has only been working with the past perfect continuous. Chúm nói khó khăn lý cứ past perfect chỉ situation. Xong tốt present perfect chỉ situation. Present perfect continuous cứ chỉ present action. Mà nhầm dây cả lô khó ná. Cứ has moved chỉ has moved cứ chỉ present perfect. Has only been working cứ chỉ present perfect continuous. Chẳng miền này thá. Present perfect cứ như bị thành lập hiệp, hay present perfect continuous như bị sắc cảm lập hiệp. Chẳng để ta khi này, sau mở video clip lần quen tới mở nâng khơi cao bây giờ làm bị grammar nâng ngay này grammar này nhưng bạn sơ sẻ, hay bạn bỏ bài chỉ khăm ai, hay miền út để ho để phong, chẳng để ta khi này mở lần quen bán nữa, cứ khơi nhập đại lệ mỗi bị bấy. 4 5 chúng ta ប្រើ past tense គឺប្រើលើទៅលើ 5 ចំណុចហ្នឹងឯងណានេះជាលំហាត់ដែលគេឲ្យយើងធ្វើបន្ទាប់ពីរៀន grammar ហើយអញ្ចឹងយើងអាចរក្សាលំហាត់នេះមិនបាច់មើលចម្លើយទេយើងធ្វើសាកមើលហើយយកមកផ្ទៀងមើលតើត្រូវឬទេអូខេនេះជាការរៀនសរសេរសម្បទសម្បទនេះគេហៅថា let application my letter để cứ application for a job xong bót xong càng ngày thử chỉ tu tới cái hai viết tha cover letter thọp lưu này thọp lưu bị cover letter tu tới cái hai viết tha cover letter còn tại sẽ mẹp tại anh lê bị phục lộc khẳng cái ai anh lê sẽ mẹp bộ English speaking country và tế đàn dây bí sao anh lê chứ bí sao cầm nát cái mình hai cover letter cái hai application for a job ឬ គេ ហៅ ថា letter of application មាន 2 ពាក្យ ណា គេ ហៅ ថា application for a job ឬ គេ ហៅ ថា letter of application នេះ គេ បង្ហាញ យើង ពី របៀប សរសេរ សម្បទ សុំ ការ ងារ ធ្វើ ប៉ុន្តែ គេ ដាក់ verb ឲ្យ យើង បំពេញ ឲ្យ ត្រូវ តាម ទម្រង់ នៃ past tense ឃើញ ទេ ក្នុង សម្បទ នេះ គឺ ប្រើ គ្រប់ ទម្រង់ នៃ past tense ប្រើ past simple ប្រើ past perfect ប្រើ past continuous ប្រើ present perfect និងប្រើ present perfect continuous ចឹងអ្នកទាំងគ្នាអាចរៀនសរសេរសម្បទសុំការងារធ្វើនេះតាមគំរូនេះបាននៅពេលយើងចង់ដាក់ពាក្យសុំការងារធ្វើអីណាចឹងមិនត្រឹមតែរៀនភាសាទេអាចនឹងរៀនធ្វើជាសម្បទអី
ban chẳng tiệt nữa ok đâu chỉ cả mấy đêm thì mua chẳng cứ dân riêng ẩm pi là biết thôi càng nghe này tia là biết thôi càng nghe bật đạ khí ok năng là biết cái thôi càng nghe xem xem tiệt cái bị cả riêng phía xa nữa chẳng chẳng bẩm bình chung này tạo nhiều hơi nè thân này ai án hai năng bẩm bình con ái hai biệt thiệp một nhóm xã mới đôi khi trời ổn đấy ok nè chia vị thi cái bạp dương thả tao dương riêng xe xâm bột xong cả người thử rồi cái hai thả cover letter dạng mạch ok cứ dương biên đặc biệt sở xế bê dương sở xế cover letter dương trời mơ cáp sai bên đây cảm nè cáp sai bên đây cảm rồi rock net thôi càng nghe an cam sai bên cam ở dồn pe an dồn lại thương mạch ok please write note xôm sẽ say note say trên note lơ sticker môi môi đâm bay trên nằm pe dân sẽ say note bàn hơi prau note ní từ sẽ say chiếc cover letter cụ thể nhầm an mà cho nói ơi. We are currently seeking someone to work in a busy and expanding department. You will have experience in secretarial duty. And then, oh, the guy about South Lake, you mean about South Lake, beach number? Okay. Young, young, say no bad name. We get good knowledge of English. Oh, young man, young lady, that doesn't have July. Young say no. And at least one other language. Ooh, nhóm thọp riêng biệt xa Italy chứ đó. Ok, nhưng sẽ time nhưng mà. It's prefer. You will need to travel around with the sales manager to organize schedule. Ooh, nâng nhóm thọp thớ nè. Nhóm thọp thuê ca cho môi cầm hôn tế cho. Nhưng nhóm sẽ nộp bệnh nâng. Đã bê dương sẽ xe nè khăn ông cover letter dương sẽ nè tình nè. Nhưng dây bị bọt sao môn. Ok, anh chị bị bỏ sau thì nâng chùm nét đằng bỏ dương miền phía quân nâng tổng mà anh chị bị chùm nét đằng nét thế anh chị bị bỏ sau nên chị bị chùm nét đằng tổng mà anh dương dây bị dương miền phó tàng nhớ anh chị bị experience experience anh chị bị qualification chùm nét đằng đưa dân hai ta con vút qualification con vút rưu cò hai ta cầm rất bảo thó và đó mới bọn dây evidence hình đó này nhằm biên bảo sao dễ nhằm biên tình đăng dễ bảo chưa xua mà đẹp nhé khởi nhé dân miên evidence confident ta complete nhá dân hiện không biên tình mối cần ai dân chạp đám đòi đĩa sơ ở mà đám thở bình chóc đó vô faithfully tại bà chạp đám đòi đĩa Mr. or Mrs. chạp đám ở bình chạp sản bất đáy your sincerely structure cái bác lúa bà dương ta sẽ không mạch đáy cái dùl bà ta kia thay dương ở dương chất tự đạn dương ở dương chất tự đạn nâng ca nghỉa được chứ nè cái mơ là sản bất cái ách bác sản bất dương chào nế company term anh ấy kê bà riêng dương là biết phơ presentation ok bà ta miên bia JP company term ok JP company term nế vậy bị bị phá khăn ông cầm hồn nè nhầm ai nhầm miền ai thì dùng này đọc bị hai bị tất cả thì nhầm đọc sáng trên màu bị sắp hơi nè distribution center warehouse holding company call center plant headquarter subsidiary brand corporation and division là nhầm bỏ phá chung nè 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 distribution center warehouse holding company call center, plant, headquarter, subsidiary, brand, corporation, and division. Ok, chẳng dừng mơ. Khnông presentation. Nít khnông presentation kênh dây bị cầm hôn dễ rộng năng ảnh. Ta kênh dây tự lưu chùm nạch ếch là. Nên cầm hôn dễ rộng kênh mên presentation nè. Presentation. Nên mên tí nè. Nhâm nơi ta. Ok. Nó khăn ông bạc.
Okay, everyone, continue. This is the presentation. We have bad. We have three extract. Extract one, extract two, extract three. Okay, dân miền cao đó sang pi present nâng bay prop hết nè. Thì mỗi thì pi thì bay. Dân khăn ông bay prop hết nâng dây tờ lơ dùm nó dây khá là. Dân khăn ông three extract nâng dây pi distribution center, warehouse, headquarter, subsidiary, and corporation and division. Kinh dây pi prop môi dùm nó nâng nè. Kinh dây pi prop môi dùm nó nâng kinh dây pi. Dương ai bằng pin do PP nó dương bằng pin nhé, ok dương ai bằng pin chứ, nên không extract nữa, yeah, tuần JP distribution center and warehouse, ok, bà ở đây mà. Okay, distribution center, warehouse, headquarter, subsidiary and corporation and division. Kien JP pomoi chumnoch nung. Hai ke men JP leich muoy chumnuon. Chang ta khnong leich nung ba san se tae chi piek yang mai dae, chang khnyom se aoy hai. Hai ke suo tha piek nung sam dau lue awai. Chang khnyom sa se aoy hai yan nang ni mue. 16 billion JP turnover. Turnover men tha ton bong vol. Ton bong vol na. Bằng bà lôi rõ xì cho là nâng khai turnover 978 million JP final income chấm nâu trong crowd 160 JP bà tế country 55,000 JP employee JP bọc lực a half JP product sold in the United States 4 talking about 4 division 6 talking about 6% of revenue sent to R&D គេនិយាយពី 6% នៃ ប្រាក់ ចំណូល គេ ចំណាយ ទៅ លើ ការ ស្រាវជ្រាវ និង អភិវឌ្ឍ 5 billion this is talking about incomes in Europe and 2 billion talking about the incomes in the rest of the world and 1906 it is the year that the company was created or found and 112 billion talking about total market. Okay. How to do presentation everybody? Tao jeung thveu presentation labiep na? Ke prab labiep jeung ni. Ka jeung rian merien ti muoy ngei pi labiep santania. Alao ngei pi labiep presentation keu mien 6 labiep. Labiep santania knong merien ti 6 mien 8 labiep na chamhien ti muoy da chamhien ti 8. Alao knong ni ke bahang tae ở trong presentation kê bằng hàn dương là biểu thuê present cứ bổ môi chùm hiền 6 stages stage nó mới là chùm hiền nè nè stage chùm hiền nè biết thật stage nè stage A to stage F chùm hiền A là chùm hiền F stage A nè nhóm bạn bỏ prai chún nè 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 stage A introducing the presentation explaining the structure of the presentation presenting the first part presenting the second part, presenting the final part, and ending the presentation. Những mê riêng ông lê mùi ní, bà sân nè tỏa khní riêng chế. Tại riêng là chế, chúng chưa thân nè riêng chế. Cứ dương ai thơ bọt bằng hàn dàng nghỉ, dương miên chùm hiền bọc kì. Chùm hiền tì mối thơ mấy, chùm hiền tì thơ mấy. Hai kì bà riêng phía xa dương tiệt. Phía xa nè dương ai bọ prai vía. Hai bê dương dây present chế khmai dương pra style nâng cậu bàn. Hãy bỏ price nhưng bỏ ao chuyện nè. Nè, thay đi nhóm xôm dây prap lâu nè ẩm pì. Thay đi nhóm xôm dây prap mật phẹ rùm thân ẩm pì. Ok, nhưng bê dân chạp đàm, ok nhé. Nè, today I'd like to tell you about anh đang khăn ông chùm hiến tì mùi, chùm hiến A. So, that bring me to an end of presentation, chùm hiến F. Nhưng cái ao dương mơ khi xa thằng ông nâng hai dương đã tới viên ở chùm hiền nà lâu chùm đã ai ở hết nữa chùm hiền A đã chùm hiền F lấy kênh JP là biết phơ presentation là biết phơ presentation tạp ca lực đã xâm lệnh cái hạt pronunciation chẳng chỉ tu tới nhóm cụ nè nhóm cụ ai nhận đang mơ dù lọt ok
Pê đại dương phơ present, pê dương dây tập bốn, xâm lên tiếp tâm mà làng. Pê dương bà chọc bà dốt cứ dương dây tập lẹ cho huynh. Pê đó là anh biết xâm khán xong make a short pause. Công thơ ca chụp màn tích đồng bây giờ đăng thạc lại nâng xâm khán. Ui thò cho mọi người ăn mở. Good morning. Anh nâng chẳng làng thế. Good morning. And thank for coming. Thế nhé. Good morning, dừng lại. Tạm biệt. Thank for coming. Ngày lại mình coming đến cư dân châu bình. Good morning and thank for coming. Today, dân châu bình tích. I'd like to tell you about the world's largest document management company. Hãy để bạn dân thôi post tích tích dân bị tập bộ. Ngày lại nâng cư chỉ topic bao dừng. Topic bao dừng bây dừng dây tới thu mất ở nè. Sắp nâng đăng thà dân trăng là dây ở vầy ở bà gọt tập bộ nâng. Dân dân bị tập bộ nâng. Dương công an công áo toàn nhộp cương giấy mùi sần. Okay. Today I like to tell you about the world's largest document management company. Chẳng phải là trong một dốc dân thật lẽ sử dụng cháu nữa. Company. Okay, and continue. Nhà tôi có thể chẳng sử dụng kế xong cho tôi không video clip miễn sử dụng kế an ở dương nữa. Okay, sử dụng native speaker tại một đoàn. Dương không làm hạt mới nhất chỉ làm hạt khuôn dương thế nó riêng thuê khuôn ảnh thuê riêng thuê presentation đau dương biến cái áo dương chia plong rư hai tha chia bùng riêng chia bùng riêng nhé bùng riêng ở dương biến thằng đó bài dương là dây pi cầm hôn muối cua đàn dây tơ lơ chấm nai chỉ muối chấm nai chỉ pi chấm nai chỉ bấy chấm nai chỉ bốn nâng chấm nai chỉ giờ tham buôn chấm nói ba này chấm nói tìm muốn dây bị chmua cầm hòn bao dương your dream company chấm nói tìm biết dây bị tu lệ bẹp quan nâng carosi bao dương nâng chấm nói tìm bấy dây bị structure dây bị rachana sầm quan cầm cường chấm nói tìm buôn dây bị trend dây bị cá seva cam hay nâng tầm nâng bao dương lụa miền tân ở đây lang cho dạng mạch nhá hai trend nè chmua cầm hòn dương chmua ấy lụa phần tập hợp với seva cam ở với hay bạn chấm nấu miền bắc mán hơi chai từ bát tê na khá hơi chấm nấu trong rau miền bắc mán hơi dương chấm nai lơ cà sả chia bắc mán hơi cầm hòn bò dương sát nơi ná hơi miền ăn cà phê bắc mán ta miền miền bắc mán nhẹ thôi cá là hồ đó tí ní cứ ta là na cốt ngày mốc miền ca prai pro mấy class sản phẩm bị sai giá cấm hơi ta cầm hôn bò dương miến pan cao vậy class chẳng dương là xe máu ta máu dương present từ áo mặt phẹt bò dương sẽ đạp bà không thắt nhưng mà nhận nó xa này xa thôi bên tay lấy dương mình men đi không thắt tiền đấy giờ đến online ok nít chia rút phép cái bằng hàng dương này bây dương present dương thôi chẳng đấy thôi chẳng present chẳng dương nít chia làm hạt đại dương cái đại dương nào đại dương riêng thử nhé, ok. Dân ca là xe mềm mô, dân riêng không mềm riêng tìm mùi mà đoàn hỏi vì riêng mềm mô, bật tay mềm dân ca là xe thì lấy kịp hợp dân sẽ xe. Writing success đảm bây giờ xe ở bàn chục chì. When you write a memo in English, ask yourself these questions 1 to 5 before you start writing. This will help you to direct your writing and ensure that your memo is clear and written in an appropriate style. Chúng ta phải dùng sẽ memo. Memo mình thì memo là đầm năng ảnh. Rồi dùng ta lấy khách chút đầm năng tây khăn nông. Lấy khách bạc cách tây khăn nông ở bàn này. Để bây dùng sẽ xôm chơi xâm nua tầng pram năng sân. Môn năng sẽ nữa. Chơi ở trên tầng pram năng chăm dùng sẽ dọc bọn mình để chơi bán dọc tầng sẽ. Bọn ta complex nữa. Dương trời bảo phía xa mạch nâng khăn ông cao sẽ memo. Cái chẳng dễ chẳng đó. Cứ always use formal language. Cứ tay anh ta trời tại bảo phía xa play cả nâng formal language. Ok. A manager has sent this memo. Answer the following question. Who is the memo to? Who will be interested in the information? What has happened? What is happening as a result? What action is needed? Cứ dừng thở chơi dùm nô chẳng pram đi. Né? Thì mỗi tháng mẹ mô nóng phía nhạc sơ xe ao nhà nà mơ. Né? Ta để nà chạp bà rộng nóng bỏ miền nâng.
tao sẽ say tha âm pi rương ở quay tao là tập hợp ban ở quay nhưng sẽ đẹp cái tha dương năng thua quay khả năng mềm mâu năng khả năng mềm mâu chun năng đẹp cái thả thua quay hai bữa tao bị thua tới ban phật ấy hay sự cam hiệp vậy khác đây thở nhẹ tao khi năng thở thở thua nhưng complete năng mềm mâu miền sạc chờ biết buồn này mình ai bắt mùi nà thì to from date subject nhóm miền sơ sê nó không đi nữa nè to from date nó subject ok to from date nó subject những bạn bỏ prai nên anh mời bạn bỏ prai rồi còn mời cả video clip tới đăng này nữa còn tai chấm nói sầm khăn nhà tao này về dương từ xem memo tới đã subject tới đã chấm non trường này kì đây chấm non trường chẳng thưa mấy tầm bay đã chấm non trường ở bàn trầm trở xôm từ xem memo chỉ môn sân xôm từ xem subject ô xôm từ xem anh first anh thay từ xem nó bồn write first xôm từ xem anh môn môn chấm đã chấm non trường cào right first and it send it down right after so say ក្រោយ មក យ៉ាង សូម សរសេរ សាច់ រឿង មុន ចាំ សរសេរ ចំណង ជើង ក្រោយ ណា okay កាសែត ក៏ យ៉ាង ដែរ ខ្ញុំ ធ្លាប់ សរសេរ កាសែត សរសេរ ព័ត៌ មាន កាសែត ដែរ ពី មុន សរសេរ សាច់ រឿង ហើយ បាន យើង គិត តា ដាក់ ចំណង ជើង យ៉ាង ម៉េច ឲ្យ សម ព្រោះ បើ យើង ដាក់ ចំណង ជើង មុន សរសេរ សាច់ រឿង ប្រកាស ជា nè an mi ram thai ta sẽ chế an tất chỉnh cho mình ở trong sạch rương chẳng không memo có chẳng này xôm sơ sẽ sạch rương muốn chấm sơ sẽ chấm nong chữ cầu chẳng chẳng mơ keyword bảo vệ bịa cần lưu bảo vệ chẳng mà chẳng cái áo dương thưa lòng hát sơ điên nắng là khăn cầu này bạn thấy nhom cài cập chấm lại ai hay cái áo dương an memo nó hay rock mơ bịa na sầm khăn sầm khăn hai sẽ xem nòng chương ở kì subject sẽ xem thiên bản ở kì nhé chấm nòng chương vì lỡ nhầm đã ao ở hai nhà nòng lý bạn này tao này trang liên cứ không mơ chấm nòng chương nắng hai dương do video clip do một mớ hai anh ở what sẽ xem ai còn ai hai chấm thiên toàn tai dương thưa bạn trai rồi tệ nhé ok chỗ đó chấm đặt bàn chóp nên bên tỷ giang là mỏm pi máu nhầm gì hết thập pi máu cứ pi máu ngay nè pi máu cốt là này dừng sao phải đọc tí chết hai à cho vậy checking for errors ca pinet teller cầm hò ca tiếng tọt cầm hò checking for errors ca tiếng tọt cầm hò ok ca tiếng tọt cầm hò thầm mắt đầm bay ở đằng tham miên cầm hò chẳng kể đẹp tha ca liên phía xa ca này dây phía xa cầm hóa tràn những cái cư lơ bịa tội tội đòi xa hãy đấy bàn dân sạch xe rư này dây khó vì bố dân mình part of speech bảo vệ lấy cái ai bịa môi trường nôn đa dân trở nên dây khó trở nên dây khó ở dân bàn chạy những cái categorize bàn chạy bảo vệ từ tam bảo vệ kể lấy nhân thôi ai hỏi ấy nè bảo vệ bịa bày bịa nó chỉ preposition bịa nó chỉ article bày bịa nó chỉ conjunction bài pia này chỉ auxiliary verb hay pia này chỉ pronouns dân dân thật đằng nữa cái này dân đằng dân dân prà lên khỏi nữa ok lời dân mơ làm hạt môi tiệt pia na tới xôm sẽ say correct pia na khó xôm sẽ say chỉnh pia đại lơ sẽ say tên lơ pia anh nó cái chân sẽ lơ chẳng cần pia na đại sẽ lơ xôm sẽ say về chỉnh màu chỉnh đại nữa ok nơi ắt bọt môi khang cầm đại miên chấm nòng chương thá a good presentation is like a good espresso. Espresso nó cứ mình thả cà phê khmáu cà đầu. Cà phê cà đầu. Cà phê khmáu cà đầu nữa. Ok, ní nhầm bàn cài hồi cháy này nào, ní mở. A good presentation is like a good espresso. Chẳng, anh ấy khó toán đợ, chẳng cái lục đợ cháo, chẳng cái thử lục đợ cháo cái sẽ đợ mà cà đầu.
bà dục mùi ní cứ trâu hài correct nhưng bà dục bà tọa mốc bà dục ní cua tà lục viêu chênh viêu lên pra quay năng lưu hài nè anh ấy lục off chênh nè anh ấy lục hô chênh ok à bà chua ní lục in chênh nè anh ấy different between I mean different in nè in hay between mấy nè anh ấy trâu lục đu chỉnh thì anh ấy ví dụ này trời hời ví dụ này từ lúc thu chỉnh nè anh ấy từ lúc an chỉnh nè anh ấy ví dụ này trời hời anh ấy từ lúc thế chỉnh anh ấy từ lúc for chỉnh nè anh ấy trời hời cái nhé bây giờ dân sạch xe rồi dân này dễ chờ anh ta khó đòi xa dân là xe lơ rồi còn là dễ lơ biển nữa khi đó tập bò trong cáo cứ dễ âm phí internal communication internal communication ai miễn chỉ letter ai miễn chỉ email ai miễn chỉ memo admin tia note những lịch khách nam phở khả năng thu được cách cứ buôn nặng nè lịch khách nam phở khả năng business cứ mình letter khả mai dân hai thả sản bot email khả mai dân hai thả xa electronic memo khả mai dân hai thả anu xa là nã note khả mai dân hai thả cầm nạp hạt nè dân khả năng cao sẽ tình nhạc tụi nóng tây khả năng cái ai phá tiền buôn tại bao giờ sẽ trên cầu sẽ trên cầu cái báo tại letter hay nâng email đi trên cầu cái báo tập biên tại letter nâng email cái mình chỉ sẽ memo trên cầu đi tại bảo tây không cái sẽ ban tặng buồn nữa cái sẽ ban tặng buồn ok chẳng cái đẹp dừng ao dừng riêng sẽ tâm địa tâm non tây không nè before you write internal communication ask yourself មុននឹងយើងរៀនមុននឹងយើងសរសេរសំណេរទីក្នុងអ្នកត្រូវសួរខ្លួនឯង who am i writing to តើអ្នកចង់សរសេរទៅកាន់អ្នកណាទៅ manager ទៅ trainer ទៅ assistant ឬក៏ទៅអង្គភាពផ្សេង other department what type of internal communication is it តើយើងចង់សរសេរ ប្រភេទទំនាក់ទំនងផ្ទៃក្នុងនឹងរបៀបណា okay chị email, chị note, rồi chị letter, rồi chị memorandum, hoặc là chẳng nhé. What information should be included in the answer? Tao dừng cua ta đã bỏ mẹ này khác được không chấm lời đó bỏ. Dừng đại thật chấm lời cho mùi nâng pram dùm nua khăn lờ mà nhé. Nè, dừng sẽ xế thử sẽ xế, bây dừng sẽ complete chấm lời pram dùm nua nâng sân nhé. Chấm lời hỏi bạn dừng sẽ xế tới trời. Hay complex sẽ xây thử miên bởi thiên bọt hay bởi thiên bọt mẹn sẽ xây môn kia sẽ xây sạch đường môn trăm sẽ xây bởi thiên bọt cầu hay ca sẽ xây thử chừng năm thử chừng năm structure memo cứ biến structure buồn to from date hay năng subject letter thử miên structure chập đáp nâng bằng chọc dear hay nâng your sincerely rưu có your faithfully cana dương phở dear sir or madam dương prae pia your faithfully cana dương prae dear mr mrs dương prae your sincerely dương thơ mạch ban cham nè tằng ha nia thơ mạch ban cham tha dear sir or madam dương đạ ấy dear mr or mrs dương đạ ấy dương dương chnam bơ khluon khnyom ấy na khnyom chnam pia tha Dear sir or madam nhóm chân nam lơ thân nạ sir nâng madam về thông chương mister hay nâng mrs nhóm chân kết tha viết nằm bông kì viên môn kì chân đọc bê nhóm kết bình cho bình nhóm kết tha tam alphabet nhá à môn kế cú chú bôi nâng à môn kì mà đoàn tiết nhóm phép là biệp chân nam nhóm ban chân nam cái nâng cứ chăm bình flick đọc bà chú bòn tăng bê nhóm viên nằm bông ខ្ញុំគិតថា Sir និង Madam មានឋានៈធំជាង Mr ឬក៏ Mrs
Dương cua tại nơi nhóm cực rộp thà vì môn Mr. Messi. Dương bà cực bằng chọc bình. Dương nhóm cực tam alphabet bằng chọc faithfully, your faithfully, vì môn your sincerely, tam alphabet đó. F vì cho môn S. Dương á. Dương nhóm cực, dương nhóm chả nam à. Dương sơ mà đám cu môi faithfully, your faithfully. Dear Mr. Mrs. cho môi nhóm sincerely, nhóm cực chẳng đó. Nè ta không biết. Yol biar banyak berjol nanti. Okay, reksa acin mon ban ada aja nih reksa, berlebol nih reksa acin mon ban. Nyam sal tae cuma ni mau cakap aja nih, pentai berbanyak kelang acin mon cakap aja. Aku nih reksa sebab kacau nampang, boh nyam ni dah terpo bercakap dah reksa, kalau je nih tak nih dah ti bercakap aja. Okay, jang jeng. Chào bài nhận hẳn nhé. Chẳng nằm bà xin mình chăm ở quay để khi nhóm dìa bánh mình. Dương bán thọt video tốc đài. Chẳng chăm mơ video làng bố nhé. Sẽ xe dùm bốt. Bên nà dương sẽ dìa sơ ở mặt đám bằng chọc đời ấy. Bên nà dương sẽ dìa Mr. or Mrs. bằng chọc đời ấy. Bà nhận hẳn nhé chăm ở quay để khi nhóm bán này dễ. Cứ nghe nha. Dìa sơ ở mặt đám cứ bằng chọc đời your faithfully. Dìa Mr. or Mrs. cứ bằng chọc đời your sincerely. Ok. Lấy bên ní, dương đã tìm mình chọc hỏi. Hỏi có nè thằng nè có hát hai đài. Dương sắp đà cáo dương riêng mùi mê riêng này mẹn bì đôi sắp đà nâng ấy ná. Đào khi nhóm ai nè thằng nè mơ mê riêng chỉ muốn nè mơ mê riêng chỉ muốn chùm nuốn mùi mê riêng cột. Dương nè thằng nè mơ thơ lùm hát ở bàn sập chọc sập cục ná. Ok. เมื่อที่ไปคุยเองจังเมื่อเราเข้าไปลงหัดในบ้านจับกับกลุ่มจังดาวที่เป็นจับนี้ส่งบัตรลายมนเก๋ให้ส่งเลี้ยเนี่ยได้กับปงเมื่อขนมยู YouTube สาวแต่เมื่อเนี่ยเต้ยังต้มเลี้ยนั่นแหละขนมยู